chương 2000, ăn thịt cũng có thể gây phiền toái. Tuy tu vi các nàng rất cao nhưng trật tự đẳng cấp trong côn bằng cung rất mạnh, thiếu cung chủ cũng không có ý nghĩa người thừa kế, mà là vì tu vi hổ nữ hiện tại còn yếu mới mang chữ thiểu, ngày sau tất thành cung chủ, không có lựa chọn khác. Các nàng dám nói hổ nữ sao? Thượng trưởng lão có lẽ không để thiếu cung chủ làm bậy. Các nàng nói thầm trong lòng, không dám khuyên nữa. Lại đi tìm, ngay cả thiếu cung chủ cũng nói như thế, vậy thì chữ ngựa chết thành ngựa sống mà thôi. Lăng Hàn bước chậm về phía trước, nữ hoàng đang bế quan trùng kích tứ chảm, cho dù có luân hồi thụ hỗ trợ, đoán chừng việc này cũng cần không biết bao nhiêu thời gian, trong thời gian ngắn không thể đi ra được. Làm thế nào mới tìm được quản thống lĩnh các nàng đây? Muốn nói trùng hợp tìm được một người trong tiên vực to lớn này, xác suất thấp gần như bằng không. Cho nên hắn phải làm mình bắt mắt một chút, gây ra chút động tính, bởi như vậy quản thống lĩnh các nàng sẽ nghe nói tới điều kiện tiên quyết là các nàng cho rằng hắn còn sống. Lúc gần đi tới thành thị, nếu như chỉ số thông minh của quản thống lĩnh không có vấn đề, có lẽ cũng nghĩ tới khả năng gặp hắn tại nơi hoang dã quá thấp, nếu đi tới thành thị còn có tin tức hỏi thăm. Nơi này đã bị san thành bình địa, cũng không thể tìm người hỏi thành thị gần nhất ở đâu, đành phải tùy ý tìm hướng mà thôi. Hắn đi suốt 7 ngày, hắn vẫn đi trong rừng rậm, trên thảo nguyên, hoàn toàn không có bóng dáng thành thị đâu cả. Ân, cái mũi của hắn hơi động, nghe thấy hương thơm mê người, với tư cách đàn đạo thiên tài, hắn có thể khẳng định, đây là tam thạch lộc nướng. Hơn nữa gia nhập ít nhất 13 loại hương liệu, trong đó có 3 loại dược liệu phi thường cao cấp. Không tự chủ đi theo mùi thơm, Lăng Hàn đi tới khu rừng nhỏ, chỉ thấy phía trước xuất hiện một khu đất bằng, nơi này có một nam tử đang ngồi, phía trước có đống lửa, phía trên lửa có thịt nướng tỏa ra hương thơm mê người. Nam tử kia nghe được động tĩnh xoay người lại, chỉ thấy hắn có dáng người thon dài, tư thế ngồi cũng cao hơn người ta một nửa, dung mạo lớn lên thập phần anh tuấn, càng có khí chất trầm ổn đại khí, xem tuổi cũng chỉ hơn 20. Đương nhiên, tuổi trong tiên vực không có ý nghĩa, người nào có sinh mệnh chi hỏa tràn đầy cũng không có biến hóa quá lớn. Hiển nhiên hắn không ngờ Lăng Hàn lại xuất hiện ở chỗ này, trên mặt mang theo kinh ngạc. Vị nhân huynh này, có thể phân ít đồ ăn không? Lăng Hàn mặt dày mày dạn nói ra, đối với kẻ ăn hàng như hắn, xin ăn cũng phải có đủ kỹ năng. Người tuổi trẻ kia vốn sững sờ, sau đó hắn tươi cười, tùy ý nói. Mời, hắn vươn tay mời, Lăng Hàn nhìn vào trong mắt, cũng không để ý tới, hắn ngồi xuống, lấy một tiểu đao cắt một khối thịt nướng, hắn ăn vào và khen. Ăn ngon, người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, lấy một bầu rượu đưa tới, nụ cười ơi thâm ý. Lăng Hàn nhận lấy, lập tức uống một ngụm, lại cắn một miếng thịt, chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân giãn ra. Thiếu chủ, trong nháy mắt liền gặp bảy người từ các hướng khác nhau chạy tới, đều quỳ hành lễ với người này, sau khi nhìn thấy Lăng Hàn thì bọn họ khiếp sợ không nhỏ. Người trẻ tuổi họ lỗ, tên là Lỗ Tiên Minh, hắn nhìn Lăng Hàn, sắc mặt lạnh lùng, nói. Các hạ, không cần lại diễn kịch, Trần Tứ đâu, bị ngươi giết hay đánh ngất xỉu. Hắn mới nghỉ ngơi ở nơi này, tám gã thủ hạ thì tản ra, tất cả phụ trách tỏa trấn một phương, nhưng bây giờ Lăng Hàn xuất hiện, nhưng Trần Tứ phụ trách cảnh giới lại không trở lại, phát sinh chuyện gì có thể nghĩ. Lăng Hàn kinh ngạc, sau đó tỉnh táo lại, mình nhất định mang theo quần sáng phiền toái, chỉ ăn thịt hươu mà thôi, đáng giá hành hạ hắn như vậy sao? Ngoá, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nói. Đừng hiểu lầm, ta chỉ đi ngang qua, không có nhìn thấy trương tam lý tứ gì cả, ăn xong sẽ đi. Lỗ tiên minh cười lạnh, nói, nếu các hạ gian ngoan mất linh, bắt lại, hắn còn không biết thủ hạ xảy ra chuyện gì, bởi vậy không có hạ lệnh giết Lăng Hàn. Vâng, bảy tên thủ hạ lĩnh mệnh, lập tức vây quanh Lăng Hàn. Lăng Hàn ăn không ngừng, trong miệng nói, ta thực sự không có ác ý, các ngươi nên nghĩ có muội tụ xinh đẹp đi ngang qua, liên quan gì tới ta chứ? Bớt lắm mồm, bảy người kia giết qua, một người cầm vũ khí, bộ dạng hung thần ác sát. Lang Hàn không quan tâm, những người này chỉ có thực lực chảm trần cảnh, đừng nói cấp BKC bình thường, cho dù là vương giả, thậm chí hoàng giả thì hắn cũng không sợ. Bảy người vây công, Lang Hàn chỉ hơi trốn tránh, dù sao ăn của người ta, hắn lễ nhượng ba phần, hơn nữa hắn phát hiện mình bị người ta âm. Trần Tứ nhất định đã bị người ta giết chết không chết cũng cũng không khá hơn chút nào, cho nên hắn có thể thông thuận đi tới nơi đây hiển nhiên người ra tay không yên lòng với lỗ tiên minh cho nên có ý thả hắn tới nơi này, dụng tâm quá rõ ràng. Hắn chỉ là mồi, dùng hấp dẫn lực chú ý của đám hộ vệ, sau đó giết ra. Xíu, yêu yêu, một đạo kiếm quang từ dưới nền đất bắn lên cao, nhấc lên kiếm khí vạn trượng, sát khí bộc phát giống như một con hồng hoang mãnh thú xuất thế. Đây là sát thủ, không biết sử dụng thủ đoạn gì tiếp cận nơi này, thậm chí lăng hẳn cũng không biết đối phương vẫn mai phục tại nơi này, thừa dịp hỗn loạn phát động ấn công. Lỗ tiên minh hừ một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc quả thế. Một ở ngoài sáng hấp dẫn chú ý, một ở trong tối đánh lén, thủ đoạn này làm sao giấu giếm hắn được. Xoát, một kiếm chém tới, trên thân kiếm có ấn ký màu xanh lá nhuộm kịch độc, đã sắp hình thành ký hiệu đại đạo, đừng nói bị vết cắt, cho dù chạm vào ra cũng đủ giết người. Lỗ tiên minh ra tay, trong tay hắn cầm một cây nhận hình bán nguyệt đón đỡ một kích này, quy tắc hình thành va chạm mạnh, sau đó tiếng nổ lớn vang vọng không gian. Đang đang đăng, đăng, đăng. Lỗ tiên minh không ngừng lui ra sau, chiến lực của đối phương vô cùng cường đại, ít nhất không thua kém hắn bao nhiêu. Đúng lúc này, xoát, không ngờ có một đạo kiếm quang từ trong lòng đất bắn ra ngoài, một nhân ảnh cũng xuất hiện, kẻ này cầm kiếm đâm vào lưng lỗ tiên minh. Một kích này đắn đo thời gian vừa đúng, nhắm ngay thời khắc lỗ tiên minh phòng ngự yếu kém nhất. Hừ, lỗ tiên minh không chút kinh hoàng, tay trái điểm một cái, hào quang sáng ngời bộc phát tạo thành hộ thuẫn chung quanh người hắn chương 2001, ta là người rất dễ nói chuyện. Bành, kiếm quang chém xuống, quang thuẫn ngăn cản, tên đánh lén thứ hai giống to, kiếm ý tăng mạnh gấp trăm lần, quang thuẫn bị đánh nứt giản như mạng nhện sau đó vỡ nát. Cút, lỗ tiên minh cũng chỉ hoãn được một lúc, cây nhận hình bán nguyệt trong tay chém tới. Tên đánh lén thứ hai điểm nhẹ chân vào mặt đất, thân thể rút lui tránh thoát một kích này. Xoát, một đạo kiếm quang thứ ba xuất hiện, lần này tới từ bên trái lỗ tiên minh, hiển nhiên là kẻ đánh lén thứ ba lần này lỗ tiên minh thực sự biến sắc một tiếp một tuy nói hắn có thể ngăn cản hai lần đánh lén nhưng trên thực tế đều phát sinh cùng một lúc cho dù lỗ tiên minh là thiên tài võ đạo cũng khó có thể ứng phó hoàn toàn hiện tại nguyên lực của hắn hơi chậm lại thủ đoạn hộ thân đã dùng xong lúc này một kiếm quang đoạt mệnh đâm tới hắn biết rõ đây là kiếm gì phía trên bôi toái hồn thảo chỉ cần bị đâm chúng không ngừng thân thể tan vỡ thậm chí thần hồn cũng mục nát độc này vô cùng đáng sợ hắn khó tránh tai kiếp sao Kiếm quang rực rỡ đã đâm vào ngực của hắn, nội tâm lỗ tiên minh đắng chát. Đồng căn sinh, sắc thuốc gì, uy uy uy, các người muốn chém giết nhau thế nào ta cũng mặc kệ, nhưng không thể lấy ta ra làm tấm mộc, ta ghét bị kẻ khác lợi dụng. Thân ảnh lang hàn xuất hiện trước người lỗ tiên minh, hắn vươn tay nắm lấy độc kiếm. Không thể đụng vào, có độc, lỗ tiên minh vội vàng dùng thần thức truyền âm, hiển nhiên nói chuyện không kịp. Lăng hàn làm như không nghe thấy, hắn bắt lấy thân kiếm, nói. ngươi nói gì đó? có biết hay không, không trả lời người khác là không lễ phép, thực tế người này chính là khổ chủ của các ngươi đấy. Chết, ánh mắt tên đánh lén thứ hiện ra thần thái hung tàn, dám nắm độc kiếm của hắn, kẻ này chết chắc rồi. Ai bảo ngươi xông vào phá hư chuyện tốt của chúng ta? Mắt nhìn thấy mục tiêu sắp bị chém giết nhưng có kẻ chặn ngang một cước, không giết người thì giết ai. Sát, hai tên đánh lén khác cũng đổi mục tiêu, bọn họ hận lăng hàn ngập trời, đây vốn là trận ám sát hoàn mỹ vô khuyết, nhưng bây giờ lại bởi vì một người từ ngoài đến lại thất bại trong gang tắc. Biết sớm như vậy thật không nên dùng hắn làm mồi dụ. Bảy tên hộ vệ ngẩn ngơ, cũng lập tức giết trở lại, đương nhiên bọn họ không có nhắm vào Lăng Hàn. Tại sao ngươi, không có chuyện gì, tên đánh lén thứ ba kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, ngươi lại yêu quái sao, tay không bắt đầu kiếm lại không có việc gì cả. Lăng Hàn kỳ quái hỏi ngược lại, vì cái gì ta phải có chuyện gì, ngươi ít nói chuyện phiếm đi, mở miệng muốn người chết, không chơi với ngươi nữa ta, hóa, tên đánh lén thứ ba nổi giận, tại sao có người như vậy? Ngươi là người ngu sao? Hắn vội vàng rút kiếm lui về phía sau, hắn không muốn dây dưa với người cổ quái này, trọng điểm là lỗ tiên minh, lỗ tiên minh. Cửu thiên hỏa xuất hiện trên tay lăng hàn, đây là hỏa diễm cấp thiên vương, có đại đạo trèo trống, độc tố làm sao có thể thâm nhập vào cơ thể của hắn. Hắn nắm kiếm bất động như núi, há có thể cho phép đối phương rút về. Uy, đừng kích động như vậy, ngươi xem ta là người bị hại có kích động như vậy không không biết ngươi gấp cái gì lăng hàn dù bận vẫn ung dung nói cho ta một câu trả lời tại sao ta phải gánh oan ức này ta dễ khi dễ sao ngươi dễ khi dễ dễ khi dễ quỷ a à. tên đánh lén thứ ba có cảm giác khóc không ra nước mắt bọn họ không trêu chọc lăng hàn ra hỏa này đúng là bệnh tâm thần hơn nữa còn là bệnh tâm thần có thực lực cường đại hỗn chiến tới bây giờ hai tên đánh lén bị bảy tên hộ vệ vây công dứt bỏ ám sát thuật không nói, thực lực hai tên đánh lén không ra thế nào, bọn họ cường đại ở chỗ tiềm hành tới bên người mục tiêu, phát động một kích tuyệt mệnh. Một khi giao phong chính diện, thực lực của bọn họ không mạnh ơ ỡ nào. Lỗ tiên minh cũng không ra tay, hắn chỉ nhìn lăng hàn và tên đánh lén thứ ba, cảm thấy đây là việc khôi hài. Ta là người dễ nói chuyện, chỉ cần các người bồi thường chút thần thiết cho ta đương nhiên phải là 20 giai, chuẩn tiên kim ta cũng thu, như vậy việc này xóa bỏ. Lăng hàn nghiêm trang lên tiếng, nhân huynh, người giúp ta bắt ba kẻ này lại, ta có thể trả thù lao làm ngươi thoa mãn. Đột nhiên lỗ tiên minh lên tiếng, không không không, chúng ta cũng nguyện ý trả. Tên đánh lén thứ ba vội vàng nói ra, hắn đã hiểu thực lực của lăng hàn rất mạnh, đối phương có thể nắm lấy độc kiếm mà không có việc gì, từ đó cũng làm hắn sợ hãi không nhỏ. Lăng hàn gật gật đầu, bắt đầu đấu giá đi, đến, ra giá, không nên khách khí. Có đấu giá như vậy sao? Đừng nói ba gã đánh lén đều nhe răng, sắc mặt lỗ tiên minh đầy cổ quái, hắn thật sự gặp qua không ít kỳ nhân dị sĩ nhưng cũng mới gặp kẻ như Lăng Hàn. Một trăm vạn tinh thạch, nhưng lỗ tiên minh lại lên tiếng. Một trăm vạn tinh thạch là một bút tiền lớn nhưng hắn thuận miệng nói rất hời hợt giống như đây không phải là một trăm vạn tinh thạch mà chỉ là một đống phế thạch. Tên đánh lén thứ ba đổ mồ hôi lạnh, liều tài lực, hắn làm sao so với thánh tử thành đan đạo chứ? Một ngàn vạn, hắn vẫn giống to, lang hàn dùng ánh mắt sảng khoái nói. Uy, người biết ác ý cạnh tranh sẽ bị trừng phạt thế nào hay không tên đánh lén thứ ba vội vàng giải thích chỉ cần ngươi giết hắn chúng ta có thể dùng đầu của người khác đổi tài phú vô tận đừng nói một ngàn vạn cho dù một ức một tỷ tinh thạch cũng có nghe nói như thế lô tiên minh khẽ cao mày đúng như đối phương nói cái mạng của hắn rất đáng giá cho dù sống hay chết đều như thế lang hàn vui cười nhìn ra hay không ngươi chính là người thông minh nhưng đầu tên kia đáng giá như thế vì cái gì ta không tự cầm đi đổi còn cần các ngươi làm gì? bởi vì ngươi không biết tìm ai, người nào kêu lên rõ ràng còn có chút ít đắc ý. nói cũng có đạo lý. lăng hàn gật gật đầu, việc này làm lỗ tiên minh và bảy tên hộ vệ của hắn biến sắc, bọn họ sợ lăng hàn đáp ứng. tuy lăng hàn còn chưa động thủ chân chính nhưng bằng thủ đoạn hiện tại cũng đủ hù chết người, không ai muốn đối địch với hắn. các hạ, người còn không biết thiếu chủ nhà ta là ai à? một gã hộ vệ nói ra, vạch trần thân ba ẩn của lỗ tiên minh thiếu chủ nhà ta là lỗ tiên minh, chính là một trong 10 thánh tử của thành đan đạo, càng là người có khả năng kế thừa đạo thống. chương 2002, cạnh tranh khác thường. Thành đan đạo, thế lực tứ tinh, hơn nữa chúng ta không phải thế lực tứ tinh bình thường, thành đan đạo hội tụ hơn 9 thành đan sư của đông tiên vực, có thể nói như vậy. Cả tiên vực chỉ ít có bốn thành đan dược từ thành đan đạo chúng ta đưa ra ngoài. a à, thì ra là đan sư, trong đầu lăng hàn hiểu rõ ràng, nói ba người các ngươi là đối thủ cạnh tranh của lỗ tiên minh phái tới. Liên quan đến đấu tranh quyền lực cho tới bây giờ đều rất tàn khốc, người một nhà cũng có thể xung đột vũ trang. Lăng Hàn từ lúc ở tiểu thế giới đã trải qua, thấu hiểu rất rõ, đến tiên vực cũng không có gì khác nhau. Từ tiểu thế giới đến tiên vực, thứ biến hóa chỉ là thực lực, không thay đổi chính là nhân tâm. Ba người kia không có trả lời, hoàn toàn cam chịu. Lăng Hàn cũng không đặt trong lòng, nói các ngươi người một nhà đánh sống đánh chết cũng không liên quan gì tới ta nhưng ta cũng không có thói quen lấy mạng kẻ vô tội các ngươi nên móc đồ trong người ra đi bèo nước gặp nhau lập tức đi ngay ta không cho ký sổ các hạ chẳng lẽ ngươi không rõ sao thiếu chủ nhà ta chính thánh tử thành đan đạo một tên hộ nói ra nhắc nhở lăng hàn một tiếng thánh tử thành đan đạo thuộc hạ có thể tuyên truyền vô số đan sư mỗi một gã đan sư có bao nhiêu nhân mạch đây là lực lượng vô cùng khủng bố có thể nói như vậy, trưởng khống thành đan đạo tuyệt đối là đệ nhất nhân dưới tiên vương, cho dù thế lực tứ tinh cũng không dám trêu chọc. Mà nói đến tài lực, có thể so sánh với thành đan đạo cũng chỉ có trọng binh khác. Tuy người có thực lực rất mạnh nhưng cũng chỉ là tam trảm, nếu không phải tình huống lần này đặc thù, cần phải nịnh hót ngươi hay sao? Lăng Hàn nhìn sang người nọ, trên mặt mang theo bất mãn. Ta đang làm việc buôn bán người gián phá quán của ta. Hắn đánh một trưởng về phía tên hộ vệ, tên hộ vệ kia lập tức đặt mông ngồi dưới đất, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ, tuy hắn cũng không có bị thương nhưng khí thế bá tuyệt đó làm hắn giật mình. Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, hắn cười nói, được rồi, chúng ta tiếp tục, lúc này mọi người không đánh nhau, thực lực của Lăng Hàn nghiền áp tất cả, chỉ cần hắn thiên hướng bên nào, bên đó tuyệt đối giành thắng lợi, còn đánh cái gì chứ? Lỗ tiên mình cũng cao mày, lần này đi ra ngoài không mang theo bao nhiêu tinh thạch, chỉ sợ chưa chắc đấu thắng ba người kia. Ba ba ba, hai bên bắt đầu gom tiền. Từng khối tinh thạch, thần thiết mang ra khỏi không gian thần khí, phân biệt trồng chất hai bên. Hết lần này tới lần khác Lăng Hàn vẫn thúc bọn họ kêu giá, hai bên không dám buông lỏng, dốc sức liều mạng đào của cải. Nói thật, bảy tên hộ vệ không có bao nhiêu gia sản, đầu to đều nhờ vào lỗ tiên minh chống đỡ, mà ba gã kẻ đánh lén là sát thủ, tích lũy không ít tài phú, bởi vậy song phương khó phân thắng bại. Cố gắng lên, cố gắng lên, Lăng Hàn trợ uy hai bên, làm cho lỗ tiên minh, ba sát thủ có cảm giác chung mối thù, ngươi có thể đừng tham tài như thế không? Bận tâm cảm thụ của chúng ta một chút là chết sao? Càng càng về sau, bọn họ móc đồ vật càng chậm, bởi vì lục tung, thực sự không tìm ra thứ gì đáng giá. Sau khi Song Phương đào ra mọi thứ, Lăng Hàn nhìn ba tên sát thủ, cười nói: Chúc mừng các ngươi thắng được trận đấu. Ân, các ngươi có cảm giác gì muốn nói hay không? Ngươi cũng quá hố người mà. Ba gã sát thủ nói thầm trong lòng: Đây là lời tâm huyết của bọn họ tuy thắng trong cạnh tranh nhưng nội tình của bọn họ bị lấy sạch. Khá tốt, giết lỗ tiên minh thì có thể thu lại lợi nhuận. Sắc mặt lỗ tiên minh biến hóa, bảy tên thủ hạ càng giận dữ, liên tục nắm vũ khí thủ hộ chung quanh lỗ tiên minh. Lăng Hàn gật gật đầu, nói, các người có thể lăn, ba gã sát thủ khẽ giật mình, không phải chúng ta thắng sao. Tại sao lại lăn, đây là các người bồi thường tổn thất cho ta, ta lúc nào nói cho các ngươi giết người. Lăng Hàn nói, còn chưa cút, bằng không lại bắt đầu cạnh tranh tiếp ba gã sát thủ nghe xong tức giận xanh mặt vội vàng chạy đi nội tâm thầm thề đời này sẽ không gặp lại lăng hàn ân đây không phải là thề mà là cầu nguyện dù sao bon họ không có lực đấu với hắn đám người lỗ tiên minh thở ra một hơi lúc này bởi vì lăng hàn lấy toàn bộ gia sản của ba tên sát thủ bọn họ cũng không có ý buông tha các hạ ngươi hộ vệ không nhịn được lên tiếng ngươi cầm đồ vật của chúng ta làm gì lăng hàn chừng hắn nói Ngươi có hiểu quy tắc hay không? Chẳng lẽ ta cứu thiếu chủ các ngươi một mạng, cầm chút thù lao không đúng sao? Các ngươi xem ta là ai? Tiên vương đại thiện nhân sao? Bảy tên hộ vệ lập tức im lặng, thế mới biết lăng hàn có bao nhiêu đen, căn bản chính là ăn sạch hai đầu. Lỗ tiên minh vỗ tay cười to, nói, nhân huynh thật sự là một diệu nhân, xin hỏi xưng hô như thế nào? Lăng hàn, lăng hàn thuận miệng nói ra, hắn thu toàn bộ vào trong hắc tháp. Lăng huynh, có nguyện làm việc cho ta, thù lao nha, tùy người báo. Lỗ tiên minh ngạo nghễ nói ra, hắn thật sự có thực lực như thế, thế lực tứ tinh mạnh nhất thành đan đạo, ngay cả trọng binh các cũng chố mắt nhìn theo, miễn cưỡng lắm mới có thể so sánh. Lang Hàn cười nói, thật sự tùy tiện báo, cứ mở miệng, lỗ tiên minh cũng cười nói, tuy hắn là thiên tài đan đạo nhưng cũng có thành tựu xuất sắc ở phương diện võ đạo, chính là cấp phương giả, hắn tự nghĩ độ cao võ đạo không bằng Lang Hàn cho nên mới có tâm mời chào. Thiên tài như thế làm việc cho hắn, địa vị của hắn càng củng cố. Bọn họ cạnh tranh với thánh tử khác, cho phép ra tay với nhau nhưng phải cảnh giới tương đương, nếu không sẽ vi phạm giáo quy, bọn họ chẳng những tước đoạt thân phận thánh tử, thậm chí còn xử tử. Cạnh tranh thì cạnh tranh, quy củ là quy củ, không thể sằng bậy. Lăng Hàn cùng giai vô địch, tuyệt đối có thể giúp đỡ hắn trèo lên đỉnh. Lăng Hàn nói, ta không tham lam, ví dụ như tiên vương Pháp, cho ta 10 bộ. Còn có thiên địa bổn nguyên, cái gì ngũ hành, sát lục, thời gian các loại, tất cả đến có một phần. Lỗ tiên minh vốn cười nhẹ, lúc này có cảm giác thẹn quá hóa giận. Người đang nói đùa sao, tiên vương pháp, thế lực tứ tinh có tiên vương pháp, còn mười bộ, còn có thiên địa bổn nguyên, đồ chơi này tiên vương còn hiếm có, mỗi loại còn một phần, tại sao ngươi không hỏi ông trời sao? chương 2003, Lão Hóa, người ta giao giá trên trời, trả tiền tại chỗ, lăng hàn ra cái giá thật cao, hắn không có biện pháp cải biến. Như thế nào, cho dù có một bộ Tiên Vương pháp, một đạo thiên địa bổn nguyên thì như thế nào, hắn cầm ra được sao?" Lăng Hàn mỉm cười, nói: "Yêu cầu thấp nhất cũng không đạt được, ai, tính toán, ta nên tìm người khác hỏi một chút." Hắn thu hồi đồ vật trên mặt đất, thuận tay cầm một khối thịt nướng, vất vất tay, nghênh ngang rời đi. "Nếu không ăn đồ của ngươi, lại bị người ta kéo vào vũng nước đục, hắn mới chẳng muốn quản những chuyện báo thù này. Chẳng lẽ Lỗ Tiên Minh nhất định là người tốt sao?" Nhìn bóng lưng hắn dần biến mất, Lỗ Tiên Minh và thủ hạ dưới tay hắn thở ra một hơi, dù sao lăng Hàn quá cường đại, có hắn ở đây lại có cảm giác như một khối đá đè lên người. "Thiếu chủ, người này quá kiêu ngạo, chờ chúng ta quay trở về, có phải nên mời vài người?" Một tên thủ hạ làm động tác chém, Lỗ Tiên Minh dùng ánh mắt uy nghiêm nhìn hắn, nói: "Bất kể thế nào, hắn đã cứu ta, cứu chúng ta một mạng, há có thể lấy oán trả hơn. Các ngươi cho rằng tính mạng của ta thua kém số đồ đó sao?" "Không dám." bảy tên hộ vệ lập tức sợ hãi quỳ xuống đất ngày khác gặp lại hy vọng ngươi sẽ không như thế lỗ tiên minh thu hồi ánh mắt khôi phục tự tin và thong dong đi hắn phất phất tay sắc mặt vô cùng ngưng trọng tuy lòng hắn có nhân hậu nhưng sau lần tập kích này đã làm thay đổi tâm địa của hắn cạnh tranh người thừa kế nhất định ngươi chết ta sống hắn không thể nương tay nếu không hắn sẽ ném mạng của mình lang hàn rất thoải mái tuy có hào quang phiền toái trên người nhưng hắn thu về một đống tinh thạch và thần thiết lúc này cũng có lời. Hắn hát tiểu khúc, nhưng lại đột nhiên sinh ra cảm giác không được tự nhiên, giống như nội tâm trầm xuống. Cạc cạc, tiểu hoa nhi, trong tiếng cười quái dị, bên cạnh hắn có thêm một lão giả, thực sự rất già, già bảy tám mươi tuổi, đầu bạc trắng, bộ dạng nửa sống nửa chết. Lăng Hàn không dám cho rằng đối phương suy nhược, hắn có cảm giác, lão giả này còn cường đai hơn quản thống lĩnh nhiều. Quản thống lĩnh đã là cường giả ngũ bí, hơn nữa ngũ bí đi ra từ thế lực tiên vương cửu trọng, như vậy lão giả này là thang nguyên cảnh ttn tê tê bối có gì chỉ giáo lăng hàn chạy không thoát khí cơ của đối phương hoàn toàn khóa hắn chỉ cần hắn động ý niệm bỏ chạy trong đầu đối phương sẽ ra tay không lưu tình cho dù trốn vào hắc tháp cũng không thể né tránh thang nguyên cảnh quá cường đại chính là tồn tại mạnh nhất dưới tiên vương lão giả cười ha ha lại vỗ vai lăng hàn nói tiểu hoa nhi tâm tính thật sự trầm ổn người bình thường bị bổn tỏa dọa giật mình như vậy đoán chừng không chạy cũng run rẩy Ha ha, tiền bối khích lệ, Lăng Hàn nhíu mày, bởi vì thời điểm lão giả vỗ vào vai hắn, thuận tiện đưa đồ vật không biết quy tắc gì vào người hắn. Tuyệt đối không phải đồ tốt, lão giả thu tay lại, nói, bổn tọa đánh đồ vật vào người của ngươi tên là hắc Sát Chú, là tuyệt kỹ độc môn của bổn tọa, không có bổn tọa tự tay giải trừ, cho dù ở ấy trăm nguyên nguyên cảnh ra tay cũng vô dụng. Hắn dùng ngón tay câu vài cái, Lăng Hàn biến sắc, chỉ cảm thấy trái tim co rút lại giống như bị thứ gì đó trói buộc, áp hắn vô cùng khó chịu nội tâm lăng hàn giận dữ nhưng không dám nói gì trầm giọng hỏi vãn bối cho rằng mình không đắc tội tiền bối vì cái gì tiền bối lại làm thủ đoạn này với ta cạc cạc bổn tọa muốn người đi làm một chuyện sợ ngươi làm trò gì đó đành phải gieo xuống một ít thủ đoạn miễn cho ngươi quên lão giả cười quái dị đạt tới độ cao như hắn tự nhiên không sẽ để ý thái độ của người khác xem không vừa mắt thì cứ giết đương nhiên hiện tại hắn muốn lăng hàn làm việc dù nhìn không vừa mắt cũng tạm thời không quan tâm Đại nhân vật như hắn vẫn phải có chút nhẫn nại. Nội tâm lăng hàn bình tĩnh lại, nếu như bảo mình làm việc, như vậy hắn tạm thời được an toàn, hỏi. Không biết tiền bối muốn ta làm cái gì? Trộm một vật, lão giả cười nói, bồn tỏa tên là huyết ảnh ma, nhưng đại đa số người gọi là huyết ảnh lão ma, bổn tỏa cũng ưa thích cái tên này, hắc hắc, bồn tỏa chính là lão ma đầu. Lăng hàn im lặng, lão già này không xem đó là nhục, cho dù chỉ vào mặt đối phương mắng cũng vô dụng. Trộm cái gì, ở đâu? Huyết ảnh lão ma thập phần thường thức nhìn Lăng Hàn, nếu không phải lão phu nguyện phải có vật đó, thật không đành lòng để ngươi đi mạo hiểm, có thể tỉnh táo thế này làm bổn tọa sinh ra tâm ái tài. Hắn hơi dừng lại, dường như trong người tiểu tử này có vật gì đó, được rồi, chính sự quan trọng hơn. Lăng Hàn hơi suy nghĩ, thăng nguyên cảnh không thể phát hệ hắc tháp, cửu thiên hỏa, thời điểm tiếp xúc tứ chi lại phát hiện khác thường, may mắn lão gì này rẻ chứng chuyện trộm đồ, cho nên không nghiên cứu kỹ, bằng không ít nhất có thể phát hiện cửu thiên hỏa và huyền âm mẫu thủy. Đây chính là thiên địa bổn nguyên, ngay cả tiên vương đều động tâm, lão già nhất định sẽ không do dự giết hắn chiếm thành của mình. Bổn tọa muốn người tiến vào thành đan đạo lấy trộm hai cái tiên thiên đào phù. Huyết ảnh lão ma nói yêu cầu, lăng hàn, vấn đề này quá trùng ơ ập rồi, hắn muốn ngũ chảm, nhất định phải có tiên thiên đào phù, bằng không thiên kiếp gia thân, hắn căn bản không có khả năng thoát khỏi. Trùng hợp là lão già này muốn hắn trộm tiên thiên đào phù hắn vừa mới gặp đan đạo thánh tử hiện tại lão giả muốn hắn vào thành đan đạo ăn trộm đại khái tiền bối nhìn ra trò khôi hài lúc nãy lăng hàn cười hỏi có lẽ lão giả này không biết mình muốn đạt được tiên thiên đào phù nhưng tất nhiên nhìn thấy ba gã ám sát lỗ tiên minh huyết ảnh lão ma tán thưởng càng đậm nói trẻ con là dễ dậy thăng nguyên cảnh chỉ phân ba tiểu cảnh giới theo thứ tự là tiểu thành đại thành và viên mãn huyết ảnh lão ma chỉ là tiểu thành cảnh nhưng hắn dừng ở cảnh giới này không biết bao nhiêu năm tháng trải qua vô số lần thiên nhân chi ách, hiện tại thực lực không tiến thêm, thiên nhân chi ách càng ngày càng khó đỡ. Hắn có cảm giác, nếu không đột phá đại thành cảnh, thiên nhân chi ách lần tiếp theo tới sẽ là ngày tàn của hắn. Không thấy người khác đều tiên phong đạo cốt sao, vì cái gì tóc của hắn bạc trắng và mất hơn phân nửa. Chính là vì thiên nhân chi ách làm hại hắn tuổi già sức yếu, bằng không năm đó hắn cũng là Mỹ Nam Tử, có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Chương 2004, trộm đồ hắn cũng nghĩ muốn trùng kích đại thành cảnh nhưng không có chút nắm chắc vượt qua độ kiếp hắn mang hy vọng đặt vào tiên thiên đào phù nhưng chín thành chín tiên thiên đào phù đều nằm trong tay thế lực tiên vương thậm chí còn là thế lực tiên vương ngũ trọng trở lên hắn đừng nói đi trộm cho dù nghĩ cũng không dám nghĩ hắn không muốn chết nhanh như vậy bởi vì tánh mạng lâm nguy hắn tìm hiểu khắp nơi thế là hắn biết được trong thành đan đạo có tiên thiên đào phù nghe nói đó là thành đan đạo năm đó có một vị đan vương có thể luyện chế vô thượng đạo đan cấp tiên vương bởi vì thế được tiên vương ban cho năm cái tiên thiên đào phù. Bởi vì tiên vương này quá mạnh mẽ, căn bản không có kẻ nào dám đánh chủ ý lên tiên thiên đào phù. Kỳ thật hắn cũng không dám động nhưng trên đầu có thanh lợi kiếm đang treo trên cao, hắn cũng chỉ có thể bí quá hóa liều. Lại nói hắn không tự mình ra tay, không phải tìm lăng hàn sao. Đến lúc đó chỉ cần diệt khẩu lăng hàn, tự nhiên không ai truy cứu lên đầu hắn. Thời gian qua đi, thành đan đạo đã dùng 3 tấm tiên thiên đào phù, trước mắt còn lại hai tấm, như vậy một tấm dùng lúc đại thành, một tấm dùng lúc viên mãn, vừa tốt. Thuận tiện nói một câu, tiên thiên đào phù không có hiệu quả với tiên vương, bởi vì bản thân tiên vương còn phải giấu kín thiên cơ sao. Dù sao huyết ảnh lão ma cũng không có tin tưởng trùng kích tiên vương, thăng nguyên viên mãn là cực hạn của hắn, nhưng chỉ có khả năng đạt tới mà thôi. Nhưng chỉ cần đạt tới thăng nguyên viên mãn, hắn ít nhất còn có thể sống thêm mấy kỷ nguyên, nói không chừng lại có kỳ thích phát sinh. Tiên thiên đào phù, có thể giấu kín thiên cơ, có tác dụng giảm uy năng thiên kiếp một cấp độ. Lão già giải thích với Lăng Hàn, thành đan đạo còn hai tấm tiên thiên đào phù, bổn tọa chỉ cần một tấm, một tấm khác lưu cho người dùng. Người thiên tư bất phàm, thậm chí có khả năng ngũ trảm, nhưng ngũ trảm thiên kiếp không phải người có thể độ qua, nhất định phải dùng tiên thiên đào phù. Như thế nào, động tâm chứ? Tuy bổn tọa bảo ngươi làm việc nhưng ngươi cũng có lợi thật lớn. Hắn đầu độc Lăng Hàn, đây chẳng qua là lời lừa gạt Lăng Hàn mà thôi, hai tấm tiên thiên đào phù đều là hắn tự dùng lui một bước mà nói cho dù hắn không cần hắn cũng có thể lưu lại đồ chơi này không phải tiên dược nhưng nó còn chân quý hơn tiên dược đấy lang hàn cũng không tin là thật nếu tin tưởng lão già này nói heo mẹ có thể leo cây đương nhiên hắn không nói ra chỉ hỏi ta phải làm thế nào mới có thể trộm tiên thiên đào phù đây là trí bảo có thể tùy tiện trộm được sao ha ha tin tức và manh mối đều nằm trên người tiểu tử kia Huyết ảnh lão ma cười nói, tiểu tử kia có khả năng thừa kế đạo thống thành đan đạo, bổn tỏa vẫn âm thầm theo sau hắn bảo hộ. Lăng Hàn thông minh cỡ nào, lập tức kịp phản ứng, lão già này sớm có suy nghĩ muốn lợi dụng lỗ tiên minh tiến vào thành đan đạo ăn cắp tiên thiên đào phù. Cũng phải, người thừa kế tương lai nhất định có cơ hội tiến vào bảo khố. Điều này nói rõ trên người mình có hào quang gây hỏa, đúng là không may. Người đi gặp tiểu tử lỗ tiên minh kia, đi theo hắn, trợ giúp hắn leo lên đại vị, chờ có cơ hội tiến vào bảo khố sau đó thừa cơ đánh cắp tiên thiên đào phù, làm như thế nào còn cần lão phu dạy ngươi sao? Huyết ảnh lão ma nói thêm, bổn tọa cho ngươi thời gian một ngàn vạn năm, đến lúc đó còn không lấy được tiên thiên đào phù, vậy thì đừng trách bổn tọa vô tình. Nói tới câu sau cùng, ánh mắt hắn tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Hắn kéo không nổi, một ngàn vạn năm đã là cực hạn, hắn cần có thời gian trùng kích đại thành cảnh. Lang Hàn cảm thán, quấn một vòng lớn như vậy vẫn phải đi thành đan đạo, nhưng hắn thật sự cần tiên tiên đào phù hơn nữa một tấm không đủ được thêm một tấm để cho nữ hoàng vậy đi trộm đi thuận tiện làm ra một ít chuyện có thể thông chi miễn phí tới quản thống lĩnh lăng hàn đã hạ quyết định trong lòng liền gật đầu nói ta sẽ hết sức nỗ lực không phải hết sức là nhất định phải thành công nếu không mạng nhỏ của ngươi không còn huyết ảnh lão ma vỗ vỗ vai lăng hàn vai lúc này lại có lực lượng truyền vào người lăng hàn trên làn da lăng hàn xuất hiện từng đường vân màu đen giống như khói nhẹ bay lên, lộ ra vô cùng tà ác. Hắn đau tới mức nhe răng tơ mắt, rất khó thừa nhận, giống như đoạn xương thực tủy. Bồn tỏa đã thiết lập thời gian cho ngươi, là một ngàn vạn năm sau, nhưng mà nhắc nhở ngươi phải nắm chặt thời gian, hắc sát chú sẽ phát tác mỗi năm một lần. Mà khi hắc sát chú muốn mạng của ngươi, trình độ thống khổ sẽ gấp cả vạn lần, làm ngươi nhận hết tra tấn một vạn năm mới chết. Huyết ảnh lão ma thu tay lại, trên mặt hắn xuất hiện vẻ kỳ quái, hắn cảm giác trong cơ thể lăng hàn có cổ quái nhưng nghĩ đến tính mạng lửa xém lông mày đối với hắn mà nói thời gian trăm triệu năm không dài ngươi xem hắn đã cho lăng hàn thời gian ngàn vạn năm tính toán mặc kệ có cổ quái gì chờ cầm được tiên thiên đào phù lại giết tiểu tử này nghiên cứu đây là địa đồ ta đã ghi rõ địa phương đi thôi huyết ảnh lão ma phất tay với lăng hàn hắn xem ra đã nắm chắc mạng nhỏ của lăng hàn lăng hàn cất bước rời đi trong nội tâm của hắn cảm thấy bức thiết bất kể như thế nào hắn phải giải hắc sát chú trước hắc tháp không biết làm được hay không hắn không đi vào huyết ảnh lão ma đang hoài nghi hắn tạm thời không nên dùng hắc tháp cường giả thăng nguyên cảnh âm thầm đi theo lăng hàn hắn cũng không có khả năng phát hiện giống như huyết ảnh lão ma lần thứ nhất xuất hiện tại nơi này vậy làm cho lăng hàn hoàn toàn không có khả năng phát hiện và bắt lấy hắn thành đan đạo rất xa rất xa khá tốt lăng hàn có lòng ưng sau khi thu tiểu ra hỏa này vào hắc tháp lại gõ tỉnh lại Lăng Hàn cũng thừa lúc xem địa đồ đi thành đan đạo. Hắn biết rõ, huyết ảnh lão ma khẳng định đi theo sau, sợ hắn chưa từ bỏ ý định đi tìm người giải hắc sát chú. Thành thành thật thật, Lăng Hàn đi đường một tháng, phía trước xuất hiện một đại thành nguy nga. Thế lực lớn tứ tinh, thành đan đạo, cả tòa thành có hình lò đan, bên ngoài có vô số trận vân sáng lên bảo hộ tòa thành này. Đây là địa phương phòng thủ nghiêm ngặt nhất dưới thế lực tiên vương, người ta tài đại khí thô, tài liệu tốt gì cũng nện vào, đúng là châu bò, Chương 2005, phòng tu luyện thời gian. Sau khi tiến vào thành, có lẽ huyết ảnh lão ma cũng không dám đi cùng. Bởi vì một khi dạng cường giả này vào thành nhất định sẽ làm người ta chú ý, bị thành đan đạo nhìn chằm chằm vào cả ngày. Lo lắng tới ngoại hiệu lão ma, đã bị người ta gọi là lão ma, nhất định là chuột chạy qua đường, chưa hẳn dám hiện thân vì sợ bị vây công. Tiến vào thành thì có rất nhiều quy củ, huống chi là đại thành tứ tinh. Tuy lăng Hàn vào thành nhưng từ trên xuống dưới phân thành 5 khu vực. Trừ tầng thứ nhất chỉ giao tiền là có thể đi vào, bốn tầng khác phải xin. Ví dụ như Trảm Trần có thể xin đi tầng thứ hai, Phân Hồn có thể đi tầng thứ ba, Tiên Phủ tầng thứ tư, Thăng Nguyên có thể đi vào tầng thứ năm. Mặt khác, Đan Sư cũng có thể căn cứ vào tình huống mà đi vào tương ứng. Đương nhiên bản thân có việc, có phê chuẩn hay không là một việc. Lăng Hàn đi vào một khách sạn năm tầng ở lại, vấn đề hiện tại của hắn là giải trừ hắc sát chú. Hắn lập tức tiến vào hắc tháp, tiểu tháp, Lăng Hàn kêu to hắc sát chú, có chút phiền toái, nếu muốn vận dụng lực lượng của ta xóa đi thay ngươi, cực kỳ có khả năng kinh động lão ma, cho nên biện pháp tốt nhất chính là ngươi dục hỏa trùng sinh một lần, tự nhiên có thể hóa giải hắc sát chú. Tiểu tháp trả lời rất bình tĩnh, bình thường không sẽ ảnh hưởng đến ta. Lăng Hàn lại hỏi, không biết, tiểu tháp nói, không hiểu cũng không thành vấn đề, cho dù chú phát, người chết mất một lần cũng có thể dục hỏa trọng sinh một lần. Hơn nữa, người còn có thể dùng hắc sát chú ma luyện bản thân, kỳ thật cũng xem như chuyện tốt. Khóe miệng lăng hàn co giật vài cái, người không có cảm nhận tư vị hắc sát chú phát tác sao, đó không phải thứ con người có thể thừa nhận. Một năm phát tác một lần, hắn thực sự không muốn lại nếm thử. Muốn thành tựu tuyệt thế tiên vương, phải ăn khổ trong khổ, nếu như ngươi không có chút nghị lực này, vậy cũng đừng đi ngũ chảm, làm tiên vương bình thường, bình thường cả đời. Tiểu tháp lãnh đạm nói ra, dựa vào, tuy ta biết rõ người đang dùng phép khích tướng nhưng bị tháp ngạo kiều như người khinh bỉ, ta không phục. Lăng Hàn cười to, lộ ra vẻ hào hùng, "Được rồi, ta đây sẽ đấu một trận." Lăng Hàn ra khỏi hắc tháp, hắn tạm thời không thể đi tìm quản thống lĩnh, vậy để đối phương tới tìm mình, việc hắn cần làm chính là phải nổi danh. Có nhiều loại phương thức nổi danh, có nên làm thịt mấy thiếu gia ăn chơi có bối cảnh thâm hậu. Không được, nơi này là thành trì tứ tinh, hắn muốn đại khai sát giới, không chờ quản thống lĩnh chạy tới đã phải bỏ chạy mất dạng trước rồi, điều này hiển nhiên cũng không đáng tin cậy như vậy cũng chỉ còn lại một biện pháp, tại đây không phải thành đan đạo sao. Trùng hợp, hắn cũng là đan đạo đế vương A, cứ để hắn chinh phục tòa thành này, trở thành người nổi danh trong thành đan đạo. Hắn có trụ cột đan đạo nhất định, hướng nghiêm chỉ điểm hắn rất nhiều thứ, hắn tạm thời không cách nào luyện ra thành đan, dù sao luân hồi thụ chỉ có thể gia tăng cảm ngộ và lý giải, cũng không thể tăng năng lực hành động của hắn. Loại chuyện luyện đan phải dựa vào năng lực thực tế, nữ hoàng bế quan, lăng hàn dẫn thiên phượng thần nữ đi ra hóng gió, đi dạo trong tầng thứ nhất. Đương nhiên nó cũng to lớn không hợp thói thường, có núi có biển, có thể so với tinh cầu cực lớn. Muốn đi dạo một vòng nghiêm chỉnh cần thời gian kinh người, cũng may đại bộ phận tài nguyên đều tập trung ở khu thương mậu, chỉ cần đi dạo nơi này là được, phàm là tầng thứ nhất có cái gì đều có thể mua được ở đây. Mục đích chủ yếu của Lăng Hàn là hỏi chuyện luyện đan, dùng thiên phú của hắn chỉ cần lộ ra một chút, tuyệt đối có đan sư hội mừng rỡ như điên tuyển nhận hắn hắn tuyệt đối không như huyết ảnh lão ma nói đi làm trợ thủ cho lỗ tiên minh nói không chừng hắn thực phát triển ở nơi đây xem nơi này thành căn cứ địa phát triển tương lai của hắn bởi vì đan đạo là một phần hắn không bỏ được mà nơi này là thánh địa hiếm có ở đông tiên vực nếu như hắn kế thừa đạo thống thành đan đạo như vậy hắn dùng tiên thiên đào phù cũng thuận lý thành trương cần trộm sao lang hàn nghĩ như vậy nhưng lại đạt được kinh nghỉ cực lớn nơi này có phòng thời gian có làm được cái gì có thể gia tốc thời gian nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, bên trong một ngày, mặc kệ làm chuyện gì đều tiết kiệm vô số thời gian. Ví dụ như luyện đan, bình thường cần 10 ngày, ở bên trong lại chỉ cần 5 ngày, 3 ngày thậm chí 1 ngày. Lăng hàn nghe ngóng kỹ một lần, nơi này có 4 loại hiệu quả gia tốc thời gian, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày và 5 ngày, chính là gia tốc từ 2 tới 5 ngày. Không có biện pháp, nơi này chỉ là khu vực đầu tiên, nghe nói càng lên trên, cấp cập của phòng thời gian càng cao, ví dụ như gấp 10 lần. 20 lần, 30 lần. Lợi hại nhất có thể đạt tới gấp trăm lần, hơn nữa chỉ tầng thứ 5 mới có, cái giá của nó cũng cao không hợp thói thường. Thời gian lưu gia tốc càng nhanh, chứng tỏ tiêu hao tài nguyên càng lớn. Không nói gấp 10 lần, gấp trăm lần, chỉ cần gấp 2 lần một ngày cần trả một khối tinh thạch. Mà gấp 3 là hai khối, 4 lần là 5 khối, gấp 5 lần là 10 khối. Tính theo giá cả như vậy, gấp 2 gia tốc là có lợi nhất, cân nhắc hiệu quả gia tốc, gấp 3 Bốn lần gia tốc cũng phi thường được yêu ái, mà gấp 5 lần gia tốc là đặc quyền của thổ hào. Lăng Hàn muốn ngộ đạo, hắn có luân hồi thụ ngưu bức, sớm nhất một ngày có thể bằng 1 năm, gia tốc hơn 300 lần, huống chi hiện tại đạt tới hơn 300 vạn lần. Nhưng muốn luyện đan, luân hồi thụ không có trợ giúp chút nào. Biết có phòng tu luyện thời gian thì hắn sinh ra hứng thú, hướng Nghiêm đã từng nói, hắn 10 năm mới có thể luyện chế ra một lô tiên đan, nếu có phòng thời gian trợ giúp, hắn có thể rút ngắn thời gian còn 2 năm lại đi tầng thứ hai, thời gian càng ngắn hơn nữa. Hắn cũng có quyết định, trước xin tiến vào tầng thứ hai, đồng thời luyện đan ở nơi này, đợi đến lúc xin phê chuẩn, hắn lại đi tầng thứ hai, không lãng phí thời gian. Như vậy chỉ cần bán một lô tiên đan sẽ kiếp sợ người khác, tự nhiên sẽ có đan đạo đại sư đứng ra thưởng thức thiên tài như hắn, tiến vào tầng thứ ba thứ tư cũng thuận lý thành trương. Có luân hồi thuộc tìm hiểu, hơn nữa có phòng tu luyện thời gian gia tốc, Lăng Hàn cũng không tin mình không thể trở thành đan sư tốt nhất chương 2006, ta thật không muốn kéo thù hận. Đi, hắn và thiên phượng thần nữ đi về hướng có phòng tu luyện thời gian, cả tầng thứ nhất chỉ có một nơi có, nó nằm ở khu thương mại, không xa. Hai người đi tới rất nhanh, đối với thiên phượng thần nữ không có gì dùng, nàng muốn chảm trần cần vô số thời gian tích lũy, luân hồi thụ mới là vương đạo, bằng không cho dù ra tốc thời gian cả trăm lần cũng không dùng được. Nàng đi dạo với lăng hàn, sau đó sẽ tiến vào hắc tháp. Vạn cổ thiên thu, Lăng Hàn đọc chiêu bài của phòng tu luyện thời gian, nơi này phân thành cái sân lớn, phân chia mấy trăm phòng tu luyện. Sẽ không có thiếu gia ăn chơi chạy tới đánh chủ ý lên ta chứ. Thiên phượng thần nữ nói đùa, biết rõ Lăng Hàn có vết chữ khi dễ lên mặt rất đậm, sẽ trêu chọc phiền toái. Lăng Hàn cười ha ha, nói, không ngại nhìn xem, hai người tiến vào sân nhỏ, vẽ vào cửa mỗi một gian phòng tu luyện chuyên môn có tín phủ để vào. Hai vị khách nhân, các người muốn phòng tu luyện đẳng cấp nào? tiểu nhân đề nghị các ngươi nên lựa chọn phòng gấp 3 lần, tính giá và hiệu quả thích hợp nhất. Bán phiếu vé nói ra, hết sức ân cần, người tới là khách. Gấp 5 lần, trước hết, một tháng, Lăng Hàn lấy ra 300 khối tinh thạch đưa tới, không kém chút tiền này. Đã hết rồi, người bán vé tiếp nhận tinh thạch, sau đó kiểm tra và phát cho Lăng Hàn một tín phù, nói. Khách nhân, ngài cất kỹ, phòng tu luyện đánh số là ngày mùng 1 tháng năm linh. Nhắc tới cũng trùng hợp, đây là phòng tu luyện thời gian gấp 5 lần cuối cùng. Tiểu nhân nhắc nhở ngài một chút, một gian phòng tu luyện chỉ có thể vào 5 người, một khi xuất hiện người thứ hai, phòng tu luyện sẽ đóng, ngài xem như bỏ qua thời gian còn lại. Lăng Hàn gật gật đầu, hắn sớm biết rõ quy củ này, đây là phòng ngừa có người chứa người trong không gian thần khí sau đó cũng đi vào tu luyện. Hắn vừa muốn rời đi, chỉ thấy một người trẻ tuổi hấp tấp chạy tới. Cho ta một phòng tu luyện gấp 5 lần, gấp 5 lần phòng tu luyện, người bán vé lắc đầu, chưa, cuối cùng một gian vừa mới thuê, nói xong, hắn còn dùng ánh mắt ngắm một cái lăng hàn. Lăng hàn trong nội tâm hơi động một chút, chẳng lẽ lại, máu chó sự tình vừa muốn phát sinh. Tên kia người trẻ tuổi xem đã lăng hàn, sau đó mặt mũi tràn đầy đều là trồng chất bên trên dáng tươi cười, nói. Vị huynh đài này, có thể hay không đem phòng tu luyện này cho thuê lại ta? Ta có thể cho ngươi nhiều một thành tinh thạch, lăng hàn cười cười. Vốn tưởng rằng thằng này hội tài đại khí thô địa dùng gấp 10 lần tinh thạch đến đập chết chính mình, kết quả rõ ràng chỉ nhiều một thành. Bất quá, cũng đúng là như thế, đó có thể thấy được thằng này cũng không phải là quần là áo lượt chi nhân, bằng không lời nói, thằng này nhất định là sử thượng cực kỳ hẹp hòi quần là áo lượt chi đồ. Lăng Hàn lắc đầu, nói, ta vô tình ý cho thuê lại, người tuổi trẻ kia gấp đến độ xoay quanh, lại chưa từ bỏ ý định địa cò kè mặc cả, hy vọng Lăng Hàn có thể chuyển nhượng, tuy nhiên cũng bị từ chối nhã nhặn. Hắn thật cũng không có cưỡng bức Lăng Hàn, nói cái gì không chuyển nhượng tựu sẽ như thế nào như thế nào. Lăng Hàn rõ ràng hơi có chút đắc ý, lần này không có phát sinh xung đột, hình như là từ trước tới nay lần thứ nhất a. Không tệ, đáng giá uống cạn một chén lớn, chứng kiến hắn bộ dạng này bộ dáng, thiên phượng thần nữ không khỏi địa che miệng nhõng nhẽo cười, nàng tự nhiên minh bạch Lăng Hàn đang suy nghĩ gì, nhưng này vị phu quân hiện tại lại có thể biết làm cho dạng sự tình mà đắc ý, đủ để thấy hắn cửu hận quang quầng sáng đến cỡ nào kinh người. Chưa cần, làm xong chưa? Một tràn ngập cao điệu thanh âm vang lên, liền gặp một gã người trẻ tuổi đi tới, hắn rõ ràng là hướng về năm thứ nhất người tuổi trẻ đi, có thể đi lấy đi tới, ánh mắt tự liếc về phía thiên phượng thần nữ, thấy là nhìn không chuyển mắt. Thiên phượng thần nữ lộ ra không vui chi sắc, đem thân thể mềm mại có chút dựa vào hướng lăng hàn, dùng lăng hàn thân thể ngăn trở đối phương ánh mắt. Đệ nhất danh người trẻ tuổi liền gọi chưa cần, hắn lộ ra một vòng vẻ xấu hổ, hướng một danh khác người trẻ tuổi nói. Dụ thiểu, thật sự là không có ý tứ, cuối cùng một gian gấp 5 lần phòng tu luyện vừa mới thuê. Được xưng là dụ thiểu người trẻ tuổi dùng tràn đầy hoài nghi ánh mắt quét mắt chưa cần, nói. Uy, người không phải là muốn muốn tiết kiệm tiến, cố ý gạt ta a à. Ta làm sao dám đây này, chưa cần sát thoáng một phát cái chán, bất quá cũng không có đổ mồ hôi. Dụ thiểu không tin lời nói, có thể hỏi hỏi nơi này tiểu nhị. Người bán vé ngược lại là rất phối hợp, tuy nhiên hắn cũng không nhận biết vị này dụ thiểu là ai, nhưng lại nói. Đúng vậy, dụ thiểu, cuối cùng một gian gấp 5 lần phòng tu luyện thuê cho vị khách nhân này. Nếu không, ngài thuê một gian 4 lần phòng tu luyện, kỳ thật hiệu quả cũng không có kém bao nhiêu. Nói láo, dụ thiểu lập tức trách mắng, trong miệng nước bọt đều nhanh muốn tung tóe đến chưa cần trên mặt. Ta lưu dụ hoặc là không cần, muốn dùng tự dùng tốt nhất. Bằng không thì lời nói, ngươi để cho ta hồi trở lại thương trụ thành như thế nào gặp người. Hắn ba lạp ba lạp một trận về sau, ánh mắt chầm chầm đến lăng hàn trên người. Ngươi, đem phòng tu luyện tặng cho ta, muốn bao nhiêu tiến đều đi tìm tên kia. Hắn chìa chìa chưa cần, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên. Đây là biểu hiện cho thiên phượng thần nữ xem, thế nào, ca thuộc loại châu bò A, à, có tiểu đệ có thể tùy ý chỉ huy, đòi tiền tự trả thù lao. Lăng Hàn thở dài, hắn còn cho là mình có thể bình thường một hồi, lần này sẽ không lại kéo đến cửu hận, có thể sự thật chứng minh, Mình thương dễ tránh, ám tiện khó phòng, hắn lại gặp được tiện nhân. Chưa cần đã giật mình, hắn mặc dù có chút món tiền nhỏ, có thể tuyệt đối không chịu nổi công phu sư tử ngoạc, hắn vội vàng cười nói. Dụ thiểu không muốn hay nói giỡn, vị bằng hữu kia, hỗ trợ thế nào, nhiều hơn ba thành tinh thạch. Chưa cần, người như thế nào nhỏ mọn như vậy, đừng cho vị mỹ nữ kia chê cười, lại càng không muốn ném ta mặt mũi. Lưu dụ hừ một tiếng, lộ ra bất mãn hết sức. Tại mỹ nữ trước mặt còn có kè mặc cả, không thể hào phóng một điểm. Chưa cần cười khổ, hắn chỉ là một tiểu gia tộc hiếu gia, lần này là chuyên cùng đi lưu dụ khắp nơi đi dạo, đập tốt đối phương mã thí tân bốc, bởi vì chư gia muốn theo lưu ra chỗ đó đạt được sinh ý. chương 2007, xem ta là bùn nặn ra. Thường, có thể lưu dụ bây giờ đang ở Mỹ nữ trước mặt phô bầy giàu sang, hắn chỉ là bay vùn vụt mồm mép mà thôi, nhưng mình lại muốn trả giá chân kim bạch ngân, tụ lưu ra này nho nhỏ thể cốt, như thế nào chống lại như thế tiêu xài. Dụ thiểu, kỳ thật phòng tu luyện lầu 4 cũng không kém bao nhiêu, ta có thể thuê nhiều thời gian một chút. Hắn nói với Lưu Dụ, hư, mặt mũi bản thiếu ra đặt nơi nào. Lưu Dụ tràn đầy ngạo khí, hắn chỉ vào mũi chư cẩn và nói. Ngươi chớ quên, không chỉ chư ra các ngươi, còn có kim ra, mã ra, trình ra đều muốn thịnh tình khoản đãi bản thiếu ra, ngươi không bỏ nổi tiền thì có người trả nổi. Chư cẩn đành phải cười khổ, hắn nhìn sang lăng hàn, nói. Bằng hiểu, thật xấu hổ, nhưng có thể thương lượng một chút hay không, ta nguyện ý phụ cấp gấp đôi tiền cho ngươi. Lần này hắn thật chảy máu lớn, chỉ có thể cầu Lăng Hàn không thuê thời gian quá dài. Thiên phượng thần nữ không quen nhìn lưu dụ hung hăng càn quấy, cũng đồng tình chưa cần ăn nói khép nép, lúc này nói với Lăng Hàn. Không bằng tặng cho hắn đi, dù sao Lăng Hàn đã xin lên tầng thứ hai rồi, tới nơi này chỉ thể nghiệm mà thôi, như vậy ra tốc thời gian gấp bốn lần cũng không có gì. Lăng Hàn tuyệt đối không có khả năng nhượng bộ loại người lưu dụ này, hơn nữa lão bà nói vào, hơn nữa chưa cần vẫn khách khí nên hắn mềm lòng, lúc này nói được rồi liền tặng cho ngươi đa tạ đa tạ chưa cần vội vàng vái chào hắn nói lời cảm tạ không dứt lưu dụ nhìn vào trong mắt hắn cười suy và nói làm cả buổi cũng chỉ là tiểu nhân tham tài mà thôi ta nhổ vào cái gì chứ đắn do rụt rè trước mặt bản thiếu gia tiểu tử còn không mau quỳ xuống cảm tạ bản thiếu gia cho ngươi kiếm một số lớn Lăng hàn đưa tín phù ra một nửa sau khi nghe câu này liên thu trở về lần này cũng không phải hắn mở hào quang thù hận mà là loại cặn bã này đang đánh vào mặt mình. Ngươi nói ngươi tiện hay không tiện, cũng đã tặng phòng tu luyện cho ngươi, ngươi giường giường đắc ý đi thôi, đã chiếm được rồi còn đùa nghịch thiện nhân, ha ha. Lăng Hàn nhìn chầm chầm vào Lưu Dụ, nói, nuốt những lời của ngươi trở về đi, Lưu Dụ có tâm nháo sự, cũng không phải bởi vì nhìn Lăng Hàn khó chịu, mà là thiên phượng thần nữ. Tuy thiên phượng thần nữ còn chưa tiến vào trảm trần nên giảm mị lực không ít, dù sao cũng là tuyệt sắc giai nhân, cả thành đan đạo chỉ có chừng trăm người sánh vai với nàng. Nhìn rất nhiều, nhưng thành thị tứ tinh có bao nhiêu người, cường giả bao nhiêu người. Có nhiều người lưu dụ chỉ có thể nhìn lên phần, nuốt nước bọt sau đó trong đầu suy nghĩ miên man bất định. Nhưng còn bây giờ thì sao, một giai nhân tuyệt lệ xuất hiện ở nơi này, vị như thế nào? Hắn hoàn toàn có tư cách hái đóa hoa tươi này. Lăng Hàn, cái gì chứ, một hai lúa cũng muốn tranh giành nữ nhân với hắn. Thấy Lăng Hàn lựa chọn trọi cứng chính diện với mình, trong lòng Lưu Dụ không gơ ận mà vui, làm như vậy mới nổi bật sự ưu việt của hắn. À, muốn ta nói xin lỗi. Lưu Dụ thập phần hung hăng càn quấy, dùng ánh mắt khinh bỉ Lăng Hàn. Ngươi là ai? Bằng ngươi cũng xứng. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, quay đầu nhìn về phía Thiên Phượng Thần Nữ, nói. Phượng Lão bà, ngươi có nhịn không? Không nhịn, Thiên Phượng Thần Nữ chán ghét nói ra. Lưu Dụ này luôn dùng ánh mắt gian tà nhìn mình, làm cho nàng cảm thấy buồn nôn. Lăng Hàn lắc đầu, nói ta cũng không thể nhẫn nhịn. Hắn đi tới một bước, đi về phía lưu dụ. Ai ai ai, có gì từ từ nói không nên tổn thương hòa khí. Chưa cần vội vàng nhảy ra khuyên can, hắn là người làm ăn, hòa khí sinh tài. Hơn nữa chuyện này đúng là lưu dụ làm quá không nói, người ta cũng đã nhường phòng cho ngươi rồi, ngươi làm gì hùng hổ dọa người như vậy. Thực cho rằng người ta là bùn nặn, có thể mặc ngươi đắn đo. Chưa cần, ngươi cút ngay cho ta, lưu dụ hùng hổ, khinh thường nói, bản thiếu gia đã lớn như vậy, ta còn chưa gặp được người nào có thể làm bản thiếu ra nói xin lỗi. Lăng Hàn nhẹ nhàng đẩy một cái, chưa cần bị hắn đẩy qua một bên, hắn tự tay chụp vào lưu dụ. Thành đan đạo có quy củ thành đan đạo, cũng không cấm đánh nhau nhưng tuyệt đối không cho phép giết người đương nhiên, người hoàn toàn có thể làm ở nơi thâm sơn giã lĩnh, chỉ cần không ai nhìn thấy là được. Nói như vậy, chỉ cần không phải chết nhân vật trọng yếu gì đó, không có người cáo trạng, thành đan đạo cũng chẳng muốn đi quản. Còn một điều, trừ phi hạ vị giả chủ động khiêu khích, nghiêm cấm cường giả ra tay với kẻ yếu. Bởi vì thành đan đạo có quá nhiều thế lực, nếu tiểu bối nhà ai bị đánh thì có trưởng bối chạy đến báo thù, cả thành thị chẳng phải lộn xộn sao. Bởi vậy, chuyện của tiểu bối giao cho tiểu bối giải quyết. Lăng Hàn biết rõ điểm này, cho nên mới không cố kỵ ra tay, chỉ cần không đánh chết người cũng không có cường giả phân hồn ra tay với hắn. Thật can đảm, lưu dụ cười lạnh, hắn vươn tay ra đập vào Lăng Hàn. Đừng nhìn hắn hung hăng càn quấy như thiếu gia ăn chơi, trên thực tế thiên phú võ đạo của hắn cũng không thấp, nếu không hắn cũng không thể trở thành một trong những người thừa kế của Lưu gia. Lưu gia thành thương trụ, đây chính là đan đạo thế gia. Thành thương trụ là thế lực phụ thuộc thành đan đạo, giống nhau là toàn thành luyện đan, Lưu gia cũng có hai lão tổ, một vị lão tổ chuyên trách luyện đan nhưng chỉ là đan sư nhất tinh, nhưng trên thực tế đan sư nhất tinh đã vô cùng trâu bò. Một lão tổ khác chuyên tâm võ đạo, đã là cường giả phân hồn, dù sao không phải ai cũng có thể luyện đan cũng không thể xảy ra chút chuyện là mời người hỗ trợ, lực lượng của mình mới là đáng tin cậy nhất. Lưu gia cũng bởi vậy chia làm hai mạch, thiên phú võ đạo tốt thì luyện võ, có thiên phú đan đạo đi luyện đan, như lưu dụ không có thành tựu trên đan đạo, có thể thiên phú võ đạo không tồi nên nhập mạch võ đạo. Bởi vì lưu dụ đi tới thành đan đạo du ngoạn, liền bị rất nhiều thương nhân thế gia nhìn chằm chằm vào, muốn thông qua quan hệ của hắn thành lập con đường cung ứng đan dược. Tại tiên vực, đan dược vĩnh viễn là thứ cung không đủ cầu bị nịnh nọt như trăng vần sao, lưu dụ tự nhiên có cảm giác yêu việt rất lớn, cũng thừa cơ sư tử ngoạm yêu cầu chỗ tốt. Ví dụ như lúc này đi phòng tu luyện, thành thương trụ không có, hắn cũng muốn thử một chút. chương 2008, xem ta là bùn nặn ra. Hả, hiện tại Lăng Hàn lại dám ra tay với hắn, thực cho rằng đi ra từ thế ra đan đạo thì giá trị vũ lực yếu sao. Người cũng quá ngây thơ, Lăng Hàn căn bản không đặt trong lòng, đừng nói lưu dụ không phải vương giả, hơn nữa còn là con gà nhị trảm mà thôi, cho dù vương giả tứ trảm đỉnh phong thì thế nào. Đánh một trường, lưu dụ nắm cổ hắn sách lên, a à, lưu dụ thống khổ tứ chi đạp loạn, hắn chỉ phí công vô ích, hắn trong mắt lang hàn chỉ là đứa trẻ mà thôi. Bằng hiếu, bằng hiếu, chưa cần gấp đến độ suýt khóc, vạn nhất lưu dụ bị đánh tổn thương. Chứ ra không thể làm sinh ý với Lưu Gia cũng không có gì, nếu Lưu Gia còn thả ra lời gì đó, bảo các đan sư không làm ăn với Chư Gia, như vậy Chư Gia thảm rồi hắn căn bản không thân với lăng hàn khí thế áp bách bộc phát hắn chỉ có thể bồi hồi cách lăng hàn ba trượng hắn thế mới biết lăng hàn cường đại cỡ nào nội tâm thở dài người nói lưu dụ êm đẹp chạy đi trêu chọc người ta làm gì người ta cũng đã nhường phòng tu luyện cho ngươi ngươi còn hùng hổ dọa người như thế không đánh ngươi thì đánh ai hắn cũng nhìn ra việc này tuy hắn cũng chán ghét lưu dụ ước gì đối phương bị đánh nhưng ít ra cũng không nên ở trước mặt của mình hắn không ngừng khuyên bảo nói địa vị của lưu dụ muốn khuyên bảo lăng hàn không nên sằng bậy lăng hàn làm sao nghe chỉ là nhìn chằm chằm vào lưu dụ nói miệng thúi như vậy ăn bùn lớn lên sao đại Hắc cầu không ở đây hắn không có sáng ý gì đành phải lấy một tảng đá sau khi bóp nát liền nhét vào trong miệng lưu dụ a à, lưu dụ muốn nhổ ra nhưng không được như nguyệt chỉ có thể thống khổ lắc đầu kỳ thật với tu vi của hắn ăn tảng đá cũng chẳng có gì mấu chốt là quá mất mặt có người chấm dứt tu luyện vừa vặn đi tới sau khi nhìn thấy cảnh này liền cười ra tiếng. Lưu dụ xấu hổ đỏ mặt, cảm thấy ánh mắt người nọ như đao kiếm đục khoét thân thể của hắn. Cho tới bây giờ, phải nói là không có, hắn chưa từng mất mặt như bây giờ. Hắn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào lăng hàn, hắn thể nhất định phải giết người này, nhất định. a à, còn không học nghe lời, lăng hàn lạnh lùng nói ra, hắn tát một cái. Phốc, lưu dụ phun tảng đá trong miệng ra, không chỉ như thế còn có mấy cây răng của hắn, một bên mặt của hắn sưng lên cao cao từ đó có thể thấy được một tát này rất mạnh đương nhiên là lăng hàn không dùng toàn lực nếu không đối phương đã thần hồn câu diệt ầm um, lăng hàn lại ấn xuống một cái đầu lưu dụ cả đầu trôn xuống gạch khá tốt chảm tần có quá nhiều thời gian và quá nhiều nguyên lực có thể thuận tiện rèn luyện khí lực đầy đủ cường hoành nếu không chỉ cái nện này đã làm lưu dụ không chết cũng mất nửa cái mạng cho dù như thế đầu óc của hắn cũng choáng váng ngay cả mình là ai cũng không nhớ được hai tay của hắn vô lực buông thỏng xuống, cái mông nhô lên cao cao, tư thế này hơi mập mờ. Lăng Hàn lại nghĩ đến đại hắc cẩu, nếu đại hắc cẩu ở đây nhất định sẽ làm như vậy. Hắn lộ ra nụ cười như ác ma, nói, phượng lão bà, người tránh một chút, thiên phượng thần nữ gật gật đầu, tiến vào hắc tháp. Lăng Hàn lấy một cây trúc ra, cây trúc này là thánh vật, cửu trúc trúc tía, tính mền dẻo kinh người, mỗi ước năm mới có thể dài một tiết, phi thường chân quý. Hắn cười hắc hắc, sau đó cầm cây trúc đâm vào mông của lưu dụ a à, cho dù lưu dụ đang mê mang nhưng cũng bị thống khổ khi bị bạo cúc làm tỉnh táo lại hắn dốc sức liều mạng lắc lắc bờ mông bài xích dị vật ra ngoài nhưng có thể như nguyện sao chưa cần chóng mặt xong đời lưu gia đại thiếu bị người ta bạo cúc ngay trước mặt hắn hắn không thể tránh được liên quan hắn khóc không ra nước mắt tuy lang hàn làm như vậy có phần quá mức nhưng thật sự có thể trách người ta sao tự vấn lòng nếu như đổi lại là mình có tức giận hay không Lăng Hàn dựa vào cái gì phải ăn thiệt thòi, mình không phải thánh hiền. Về sau hảo hảo làm người, trên đời này người có thực lực cao hơn ngươi nhiều lắm, cao nhân ra thế còn nhiều, rất nhiều. Ngươi nên cảm thấy may mắn nơi này là thành đan đạo, nếu không với tình tình của ta đã sớm làm thịt ngươi rồi. Lăng Hàn vỗ vỗ cắn trúc, hắn lay một cái làm lưu dụ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chuyện như vậy không ảnh hưởng gì tới Lăng Hàn cả. Trong phạm vi quy tắc của trò chơi, Hắn thực sự không sợ ai, điều kiện tiên quyết là hắn cũng chơi trong quy tắc, không thể quá giới hạn. Phân hồn không ra tay, có ai làm gì được hắn? Lăng Hàn vỗ vỗ tay, cho dù dùng thánh liệu này tặng ngươi, dù sao hắn tuyệt đối không muốn, rút ra cũng mang tiếng xấu muôn đời. Hắn dùng tín phù mở phòng tu luyện, tiến vào, sau đó hắn chuẩn bị luyện đan. Dụ Thiểu, chưa cần vội vàng đi đỡ Lưu Dụ, cũng rút đầu đối phương ra khỏi gạch đá. Mông ta, mông của ta, Lưu Dụ muốn sờ mông của mình. Nhưng tay hắn vừa rũi ra lập tức bị đau đớn dữ dội xâm nhập, không lắc lắc mông vài cái, nhưng cây gậy trúc vẫn nằm trong mông, hắn đau đớn không nhỏ. Vừa lúc có người đi ra khỏi phòng tu luyện nhìn thấy cây trúc thật dài cắm vào mông của lưu dụ thì sướng sờ một lúc, sau đó người này cười phun ra. Hắn cũng không phải là một người, cánh cửa đá bên cạnh mở ra, có người đi ra, sau khi nhìn thấy cảnh này liền sướng sốt, sau đó cười ra nước mắt. Mã huynh, người này đang làm gì thế? Là biến thái ưa thích chọc vào mông của mình khẩu vị của hắn đúng là quá nặng rồi. Hai người quen nhay, hẳn là cùng bước vào phòng tu luyện mới có thể đi ra cùng thời gian. Bọn họ nhìn Lưu Dụ sau đó cùng cười nói với nhau mới đi ra ngoài. Lưu Dụ nghe vào trong tai, mặt của hắn tím như gan heo, chỉ cảm thấy nhân sinh u ám không có một chút sắc thái. Hắn cắn răng nói với Chư Cẩn, thằng khốn, còn không rút nó ra. Chư Cẩn gật đầu, hắn nắm lấy cây trúc kéo ra ngoài. Đau quá, Lưu Dụ vội vàng kêu to, tay hắn run run, cúc hoa bị tàn phá nặng nề. Chưa cần dùng sức rút mạnh ra, rốt cuộc rút cây trúc ra ngoài, sau đó phốc, một dòng máu tươi từ mông của Lưu Dụ bắn ra sau. A, à, Lưu Dụ kêu thảm thiết lần nữa, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, sau khi rút cây trúc ra ngoài, tuy đau tê tâm liệt phế nhưng cuối cùng không bị tra tấn thêm nữa. Hắn một tay bụng bờ mông, không quản tay dính đầy máu tươi, trong mắt bắn ra lửa. Chương 2009, tìm giúp đỡ. Khốn khiếp, ta thể bất lưỡng lập với ngươi. Dụ thiểu tính toán chưa cần khuyên nhủ hắn là người sinh sống trong thành đan đạo cho nên hắn hiểu rõ quy củ nơi này bình thường mà nói lưu dụ sẽ tìm đứng ra tìm mặt mũi trở về nhưng cũng chỉ có thể tìm trảm trần cảnh đến báo thù hoặc là phải đợi lăng hàn tiến vào núi hoang rừng sâu gì đó mới có thể cho phân hồn cảnh ra tay lăng hàn vừa bày ra thực lực áp đảo trảm trần nhị trảm như hắn chỉ sợ phải mời vương giả đứng ra chưa cần chỉ là trảm trần cảnh bình thường hắn nghĩ tới lăng hàn tuyệt đối phương phải cấp vương giả nếu không ngươi chạy tới tầng này làm gì. Mà lưu dụ chỉ là người ngoài phê chuẩn, xin tiến vào tầng thứ hai chưa đưa xuống, hắn chỉ có thể đảo quanh ở tầng thứ nhất, nếu không cũng không đụng phải Lăng Hàn. Bởi vậy, tuy Lăng Hàn biểu hiện rất kinh người nhưng chưa cần cho rằng vương gia có thể trấn áp đối phương. Vấn đề bọn họ có thể mời vương giả ra tay hay không? Đừng nói chưa cần hắn không có mặt mũi này, lưu dụ cũng không được. Người cút cho ta, lưu dụ một tay đẩy chưa cần ra, trên mặt mang theo thần thái chán ghét, Hắn cảm thấy chưa cần căn bản đang chê cười mình, nếu không tại sao lúc trước không giúp một tay. Giả mù sa mưa khuyên vài câu, chuyện này ai không làm được. Tiện nhân, dụ thiếu, chưa cần còn muốn cố gắng khuyên một câu, dù sao chưa ra là người làm ăn. Khốn khiếp, lăn hay không lăn, lưu dụ mở to mắt, hắn cảm thấy gương mặt chưa cần cực kỳ đáng ghét, ít ra còn tốt hơn lang hàn một chút. Hắn chịu ủy khuất lớn như thế, người lại khuyên ta bỏ qua, người cho rằng ta là thánh nhân sao hắn cho rằng mình nhất định phải dựa vào chưa ra sao hư có tới vài gia tộc tranh nhau lấy lòng chính mình chỉ tại con mắt của mình ngủ mới chọn mặt hàng như thế này Gia hỏa không có nghĩa khí hư hắn hất lên tay áo lên sông ra cửa hắn vừa bước đi bờ mông đau đớn kinh người không tự chủ được dùng tay che lại kẹp chân quá chặt dùng phương thức đi lại không tự nhiên rời đi nhưng chảm trần dù sao cũng là chảm trần cho dù đi bộ cũng có tốc độ nhanh kinh người lập tức không thấy bóng người chưa cần thở dài một hơi cũng không biết nên phản ứng làm sao cuối cùng không đuổi theo hắn cũng là người sĩ diện ba phen mấy bận ăn nói khép nép cầm mặt nóng dán mông lạnh hắn chịu đủ rồi lại nói lưu dụ đi một đoạn liền dừng lại hắn bắt đầu suy nghĩ tìm ai tốt đây kỳ thật hắn biết quy củ thành đan đạo bởi vậy nếu tìm giúp đỡ không đủ lực cũng chỉ tự rước lấy nhục có rồi đi tìm tôn đông ánh mắt hắn sáng ngời hai tay vỗ vào nhau nhưng bởi vì động tác hơi mạnh nên bờ mông đau đớn hắn thét lên thảm thiết lúc này người đi đường nhìn về phía hắn. Lưu dụ vội vàng tiến vào không gian thần khí, cho dù thế nào cũng phải thay quần áo đã. Thực lực tôn gia vốn rất mạnh, tôn đông có danh xưng là tiểu vương, tu vi tứ chảm đỉnh phong, làm người kiêu ngạo, không nghe lời giống người khác, ta mới không đi tìm hắn. Hắc hắc, tôn gia là người ủng hộ thánh tử lỗ tiên minh, nếu như tôn đông còn không có biện pháp thu thập tiểu tử kia, khẳng định sẽ đi tìm lỗ tiên minh xin giúp đỡ. Nếu lỗ tiên minh không có biện pháp với tên kia, Ta cũng nhận thiệt, đi tìm tôn đông, lưu dụ ra khỏi không gian thần khí, hắn dùng tư thế không được tự nhiên đi tới thanh lâu. Tôn gia là thế lực tam tinh, bổn ra ở tầng thứ tư, nếu như lưu dụ muốn đi tôn gia thì phải liên hệ với người tôn gia trước, do tôn gia ra mặt mới có thể mang hắn đi. Nhưng lưu dụ có nhiều thời gian như vậy sao? Khá tốt, tôn đông người này ưa thích lưu luyến bụi hoa, thanh lâu tầng năm là phát đạt nhất, một năm chỉ ít có 8 tháng hắn ở nơi này. Bởi vậy lưu dụ quen việc dễ làm đi tới nơi đây, dù sao hắn cũng chơi đùa ở đây một thời gian ngắn nên rất quen thuộc trong thanh lâu có người nhận ra khách hàng lớn thấy hắn tiến lên liền cười nói a dụ thiểu như thế nào kẹp bờ mông chặt như vậy chẳng lẽ đêm qua chơi lớn bị người ta bạo bờ mông sao một chị gái và em gái chào đón còn dùng khăn trong tay quét lên ngực lưu dụ nếu đổi lại lúc bình thường lưu dụ tất nhiên cười ha ha thừa cơ bóp ngực của đối phương chiếm tiện nghi nhưng bây giờ hắn giận không kiềm được ba hắn tát vào mặt chị gái và em gái ai bị cường bạo cúc hoa hắn nói ra có xúc động giết người lúc này tất cả mọi người câm như hến không ai lên tiếng đáp lời ha 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 lưu dụ nóng tính lớn như vậy thực bị người ta thượng sao có tiếng cười to vang lên chỉ thấy một người trẻ tuổi đi tới cả hai tay khoác vai hai thiếu nữ ăn mặc lẳng lơ tới gần chính là tôn đông đông thiểu lưu dụ vội vàng nghênh đón trước mặt đối phương hắn không dám có chút tự đại nào đây cũng là nguyên nhân hắn không đi tìm tôn đông không có cảm giác về sự ưu việt. Lưu Dụ, chẳng lẽ người thật bị người ta bạo cúc đấy chứ? Tôn Đông khẽ giật mình, nhìn tư thế đối phương không đúng nên hỏi thăm. Mặc dù hắn không có bạo cúc của nam nhân nhưng cũng chơi đùa với không ít nữ nhân. sắc mặt Lưu Dụ đỏ bừng, biểu hiện vô cùng tức giận. Ha 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 ha! Tôn Đông cười to, hắn không chút bận tâm cảm thụ của Lưu Dụ. trong thanh lâu, những người khác không dám cười ra tiếng, cả đám cực khổ che miệng của mình lại. Lưu Dụ đúng là không nhìn ra khẩu vị của ngươi nặng như thế. Tôn Đông cười nói, đương nhiên cũng không tán thưởng đối phương. Lưu Dụ vội vàng nói, Đông Thiểu, ngươi hiểu lầm, ta bị người ta khi dễ. Cái gì, mạnh hơn ngươi? Tôn Đông nhìn Lưu Dụ vài lần, sau đó buông hai nữ tử đang ôm ra, đi đến bên người đối phương ra, hắn lập tức kéo quần Lưu Dụ xuống, sau đó lập tức hít khí lạnh. Không chỉ có hắn, đám người trong thanh lâu cũng cả kinh. Wow, cũng quá mãnh liệt mà, không ngờ chọc mông tổn thương như vậy là ra hỏa thế nào mà thô to như thế khốn kiếp lão tử cảm giác ra hỏa của mình rất lớn so với cái này đúng là không đủ nhìn tôn đông cảm thấy mình bị tổn thương rất nặng nam nhân rất chú ý tới phương diện này mặc dù mọi người ít có cơ hội lộ ra so sánh to nhỏ nhưng sẽ so sánh với nhau hơn nữa cũng có tâm ganh đua đám nữ nhân thanh lâu khiếp sợ vừa thô vừa to như thế các nàng không chịu nổi xác định vững chắc sẽ bị chơi tàn chương 2010, giải quyết. Không phải, không phải. Thậm chí lưu dụ có ý nghĩ muốn chết, nhiều người dùng ánh mắt khác thường nhìn mình như vậy. Không phải người, không 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 không, ta không phải là bị người chọc mông, là bị cây gậy trúc. Tôn đông vốn sững sờ, sau đó cười to, hắn vỗ vai lưu dụ, nói. Trước kia ta xem nhẹ ngươi, không ngờ ngươi lại biết chơi như thế, về sau lăn lộn với ta, ta thu ngươi làm tiểu đệ. Đông thiểu, ngươi phải giúp ta hả giận, lưu dụ cũng không biết xấu hổ, hắn nói chuyện xảy ra một lần nhưng trong miệng hắn sẽ nói bản thân mình đường đường chính chính cỡ nào hơn nữa hắn còn nói trọng điểm mỹ mạo của thiên phượng thần nữ và lăng hàn bá đạo a à, tôn đông sinh ra hứng thú trong thành đan đạo có ra hỏa dám bá đạo như vậy sao còn nữa người xác định nữ nhân kia thật xinh đẹp như lời ngươi nói tuyệt đối là thật lưu dụ cam đoan tôn đông nói đi mang bản thiếu ra đi qua lưu dụ đại hỷ vội vàng dẫn tôn đông đi ra ngoài nhưng lúc bọn họ đi tới Lăng Hàn đã sớm tiến vào phòng tu luyện, phải biết rằng nơi này là cửa hàng do đại nhân vật ở tầng 4, thậm chí tầng 5 mở ra, cho tôn đông một vạn lá gan cũng không dám phá cửa tìm Lăng Hàn. Sau khi hắn nghe Lăng Hàn tu luyện một tháng liền quay lại thanh lâu khoái hoạt, chờ một tháng sau lại tới. Trong phòng tu luyện thời gian, Lăng Hàn lấy lò đan, bắt đầu luyện đan. Tuy tiên đan nhất cấp cũng dùng tiên dược làm chủ tài nhưng số lượng không nhiều, chỉ cần một chút tiên dược làm chủ dược mà thôi, mặt khác cũng phải dùng tiên dược làm phụ trợ. Đương nhiên, tiên dược thả càng nhiều, phẩm chất đan dược thành phẩm càng cao, đây là khẳng định. Lăng Hàn vừa mới bắt đầu, tự nhiên sẽ không thả quá nhiều tiên dược, hắn nhất định sẽ thất bại, chỉ có tổng kết kinh nghiệm trong thất bại, tăng xác suất thành công trong lần tiếp theo. Hắn thu được rất nhiều gia sản của thánh tử và thánh nữ trong Tiềm Long Bí Cảnh, hiện tại hắn có cảm giác tài đại khí thô, có tới 4 tiên dược, trong đó có ba tới từ tử, tử Hà Băng Vân và Lạc Trường Phong. Truyền nhân thế lực Tiên Vương có gia sản kinh người, tiên dược cũng phân cấp bậc dựa vào số năm quyết định, còn có thuộc tính các loại, không gian hệ và thời gian hệ là chân quý nhất. Giá trị cao hay thấp không thành vấn đề, trọng yếu nhất chính là luyện thành đan dược. Lăng Hàn cầm một cây tiên dược, cẩn thận cắt một mảnh của nó ném vào trong lò đan, sau đó dùng cửu thiên hỏa làm lò lửa và bắt đầu luyện đan. Nói đến điều kiện luyện đan, Lăng Hàn thắng chín thành chín đan sư, bởi vì hắn có cửu thiên hỏa. Luyện đan trọng yếu nhất chính là khống chế, mà cửu thiên hỏa chính là một trong chín loại tổ hỏa, có đan sư nào có điều kiện tốt hơn Lăng Hàn chứ, chỉ có thể sánh vai, hơn nữa tối đa chỉ có 8 người. Trong đó có mấy người là đan sư, có lẽ không có người nào. Oanh, cửu thiên hỏa thiêu đốt, Lăng Hàn không ngừng ném phụ liệu vào lò đan, hắn cũng không keo kiệt, thánh dược trong tiên vực không đáng tiền, cúi xuống nhặt là được. Qua một tháng, ba, lò đan bảo, thất bại, Lăng Hàn dừng lại, hắn tiến vào trong hắc tháp, ngồi dưới luân hồi thụ suy nghĩ. Thời gian gia tốc không trọng điệp với luân hồi thụ, nếu suy nghĩ vấn đề dưới luân hồi thụ lại rất tốt. Thủ pháp của ta không có vấn đề, nhiều lắm chỉ không lưu loát mà thôi, hiện tại vấn đề chính là lò đan. Cửu thiên hỏa quá mức cường đại, lò đan không chịu đựng nổi. Muốn chiếu cố lò đan sẽ gia tăng độ khó, ta phải phân ra một phần tâm thần mới được. Nếu như chuẩn bị lò đan tốt, công dục thiện chuyện lạ, tất nhiên công đi đầu, cổ nhân nói đúng. Nhưng hiện tại hắn không có lò đan tốt nhất, lăng hàn đành phải lại lấy một lò đan khác thay thế tiếp tục hành trình luyện đan của hắn hai tháng sau ba lò đan lại bảo lăng hàn lại nghĩ một hồi và tiếp tục lại qua nửa tháng liền thất bại cho dù hắn là đan đạo đế vương nhưng muốn tiến vào tầng thứ tiên đan đoạn đường này vẫn đầy trông gai nó không làm lăng hàn cảm thấy nhục trí hắn càng quyết tâm hơn trước có khiêu chiến mới đạt đến trình độ cao hơn hắn siêng năng luyện lấy đan lúc này năm tháng qua đi phòng tu luyện mở cửa bên ngoài đã qua một tháng có lẽ ta xin tiến vào tầng thứ hai cũng phê chuẩn rồi, vừa vặn đi tầng thứ hai đổi gian phòng gia tốc hiệu quả tốt hơn, như vậy hắn có nắm chắc trong một năm thành tựu tiên đan sư. Lăng Hàn vẫn thỏa mãn, dù sao người muốn thành tựu đan sư nhất tinh phải trải qua tích lũy năm tháng nhiều tới ngàn vạn năm, tốc độ của hắn có thể nói rất kinh người, ai bảo hắn có luân hồi thụ chứ. Hắn đứng dậy rời đi, hắn vừa đi ra ngoài liền gặp hai người đang đứng ngoài cửa nhìn hắn. Lưu dụ, Lăng Hàn không biết người còn lại, hắn cũng không có hứng thú biết rõ, Tiểu tử, Lưu Dụ vừa thấy Lăng Hàn, hắn lập tức nghiến răng nghiến lợi, bờ mông của hắn tới bây giờ vẫn chưa khôi phục, ai bảo Lăng Hàn chọc vào lại dùng một tia quy tắc chi lực, ít nhất trong mấy tháng hắn ngồi xổm sẽ đau tới mức nhe răng trợn mắt. Lăng Hàn nhìn hắn sau đó cười khôi hài, "Cúc Hoa còn mạnh khỏe chứ? Mạnh khỏe con em ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi thăm." Lưu Dụ tức giận đến mức muốn giết người, hắn lại biết rõ bản thân không phải đối thủ của Lăng Hàn, vội vàng nói với Tôn Đông. "Đông Thiểu, ngươi nhìn xem" ngươi nhìn xem, tiểu tử này hung hăng cản quấy không xem ai ra gì cỡ nào. Cho dù ngài ở chỗ này, hắn cũng kiêu ngạo như vậy, căn bản không đặt ngài trong mắt. Tôn Đông Phóng đáng không bị trói buộc, tuy hắn mặc áo dài nhưng ngược lại mở rộng, lộ ra lông ngực rậm rạp, hắn hứng thú nhìn Lăng Hàn. Tiểu tử, ngươi đang xem thường bản thiếu ra sao? Lang Hàn biết rõ, lưu dụ câu ý thiêu diệt chuyện, nhưng vấn đề là hắn không phải người có thói quen ăn nói khép nép. Ta chọc ngươi hay sao? Tại sao ta phải ăn nói khép nép với ngươi? Không có biện pháp, Lăng Hàn có tính tình thối như vậy đấy. Hắn cũng nhìn xéo qua Tôn Đông, nói: "Ta cần để mắt tới ngươi hay xem thường ngươi không?" Nói thật, hắn đúng là không đặt đối phương trong lòng, hiện tại có thể bị hắn xem là đối thủ đều là thánh tử và thánh nữ của thế lực Tiên Vương ngoài ngũ trọng. Loại người như Tôn Đông sẽ bị hắn miểu sát, ngay cả xem thường cũng là một loại để mắt tới. Tôn Đông sững sờ, sau đó cười to, vỗ tay nói: "Cuồng quả nhiên đủ cuồng, nghe nói người có lão bà lớn lên không tệ, bảo nàng ra đây cho bản thiếu ra xem một chút. chương 2011, Cố Đạo Đan, đây là lời khiêu khích trắng trợn dù thế nào, ta sẽ đối đãi lão bà của ngươi giống nữ tử thanh lâu. lang Hàn cao mày, ánh mắt của hắn lạnh buốt nói. Người còn không nhìn thấy tấm gương trước hay sao, hắn chỉ chỉ lưu dụ, miệng của hắn quá tiện cho nên mới bị ta đánh thành chó chết. Nếu ngươi không lập tức nuốt những lời vừa nói trở về, Ngươi chắc chắn sẽ giống như hắn. Tôn Đông cười ha ha, nói, tiểu tử, người cũng muốn bạo quốc ta. Lúc nói ra những lời này, bản thiếu gia cũng tìm cho người 180 tráng nam để giúp ngươi kêu lớn một chút. Đông thiểu, không bằng tìm chút ít lợn rừng gấu đen đi. Lưu dụ đứng bên cạnh bầy mưu tính kế, hoa cúc đã tàn chính là nỗi hận lớn nhất đời hắn. Chủ ý này không tệ, Tôn Đông vỗ tay, tỏ vẻ biết nghe lời phải, ngoan ngoãn nằm xuống cho ta. Hắn ra tay, lúc này nắm lấy lăng hàn, Lăng Hàn không đánh trả, chờ công kích của Tôn Đông đánh gần tới người của mình, hắn lườm đối phương một cái, sát khí cực kỳ đáng sợ bùng nổ, lập tức làm toàn thân Tôn Đông băng giá không thể nhúc nhích. Phải biết rằng Lăng Hàn ở trong lôi đình tu thành thiên phạt chi uy, chỉ có vương giả mới có thể đối kháng, hiện tại tu hành sát lục quy tắc, đó là đáng sợ bực nào. Tôn Đông cảm thấy trái tim co rút lại, hàn khí bao phủ toàn thân, đừng nói tiếp tục ra tay, cho dù đứng thẳng cũng hao hết rất nhiều ý chí và khí lực của hắn, bằng không hiện tại hắn đã quỳ xuống tim gan của hắn co giật, tại sao lại gặp người cường đại như thế? Tuy hắn không phải vương giả nhưng cách vương giả một đoạn mà thôi, một cái liếc mắt của Lăng Hàn làm hắn không thể động đậy, đây là tranh lệch cỡ nào? Bạo bạo bạo, bảo con em ngươi, ta bảo cúc ngươi. Lăng Hàn tức giận không nhỏ, hắn đạp vào mặt tôn đông. Ta đang tu thân dưỡng tính, ý định ít xuất hiện một hồi, các ngươi liên tục muốn dẫm lên ta, cho rằng ta dễ khi dễ sao. Đây cũng là lời nói thật, lần này hắn không có ý định dẫm lên đám quần là áo lượt thầm nghĩ yên tĩnh luyện đan dựa vào việc này nổi danh do đó hấp dẫn quản thống lĩnh chú ý tới tiếp tục hành trình đi côn bằng cung hắn hiện tại đã đủ khiêm nhường thậm chí còn nhường phòng tu luyện kết quả thế nào dẫm một không tính không ngờ còn lôi hắn ra dẫm lần nữa dựa vào cho rằng hắn dễ khi dễ Xoát, một cây trúc xuất hiện nó nhanh chóng cấm vào mông tôn đông a à, tôn đông kêu lên đầy thê thảm hắn bị bạo cúc trước mặt bao người hơn nữa cây trúc này rất thô to. Sắc mặt lưu dù tái mét đứng bên cạnh nhìn, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy đau, hiện tại tận mắt nhìn thấy cây gậy trúc thô to kia đâm vào mông của tôn đông, đột nhiên hoa cúc của hắn co rút, thương thế tới bây giờ vẫn còn chưa khỏi. Còn ngươi nữa, lang hàn nắm lấy lưu dụ, tha cho ngươi một mạng mà ngươi lại không muốn, không nên tìm đánh. Bạo cúc một lần đã không nghe lời, có phải ngươi đã nghiện rồi hay không? Tốt, ta thành toàn ngươi, phốc, lại là một cây cây trúc cắm vào mông lưu dụ. Lăng Hàn vỗ vỗ hai tay, hắn nhìn thấy hai người quỳ trên mặt đất, bờ mông vỉnh lên cao cao, cây trúc hơi rung động rất giàu cảm giác tiết tấu, hắn không tự chủ cảm thấy mình đang sáng tạo nghệ thuật. Ai, đi chung với đại hắc cầu thời gian quá dài, không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Lăng Hàn ra khỏi phòng tu luyện, hắn tiến tới phủ quản lý tầng thứ nhất, hắn đã trình xin phép tại đây, cũng phải ở nơi này chờ phúc đáp, từ đó lấy được lệnh bài thông hành, từ đó đi tới tầng thứ hai. Cái gì, không thông qua, hắn nhìn xét duyệt viên, sắc mặt lộ ra thần thái kinh ngạc, bởi vì hắn là chảm trần cảnh, có lẽ xin sẽ được cấp phép, tại sao không thông qua. Người tới lần này quá trùng hợp, tử thành đại sư vừa luyện chế ra một viên cố đạo đan, lão nhân ra có phong cách đặc biệt, cũng không bán đan, bởi vì một viên cố đạo đan này sẽ biến thành ban thường, do chảm trần toàn thành luận võ tranh đoạt. Xét duyệt viên nói, hiện tại mỗi tầng đang tiến hành sàng chọn, đề phòng có người dừng lại ở tầng này không chúng cử lại đi tầng thứ hai báo danh lặp lại, bởi vậy tạm thời không cho phép chảm trần đi vào tầng thứ hai. Đúng là quá trùng hợp, Lăng Hàn hỏi, xin hỏi, cố đạo đan có hiệu quả gì? Nói cho người biết cũng vô dụng, có quá nhiều người đỏ mắt với bảo đan này, căn bản không phải người có thể đạt được hắc hắc, người biết vĩnh xương tiên vương không? Xét duyệt viên tuyệt đối là kẻ chuyên nói tào lao, nói cho người biết cũng vô dụng nhưng nói nhiều muốn chết. Lăng Hàn rất nhẫn nại, cười nói, không biết, ngươi không biết là tốt rồi xét duyệt viên càng có không gian khoe khoang nói nói đến vĩnh sương tiên vương đó là một đời bá chủ chân chính ngươi biết tiên vương cửu trọng một bước lên trời không lăng hàn đổ mồ hôi nói biết rõ hắc hắc vĩnh sương tiên vương chính là tiên vương bát trọng vĩnh sương giáo thiên thu vạn tái chọn đời hưng thịnh xét duyệt viên nói ra lăng hàn có cảm giác phát điên ta hỏi ngươi cố đạo đan có hiệu quả gì tại sao ngươi lại nói tới vĩnh sương tiên vương chứ chẳng lẽ có liên quan sao Lúc này Vĩnh Sương Điện cũng phái một vị đại nhân tới, lúc này Triệu Thanh Phong một trong tứ đại thiên vương thủ hạ của nghiêm tiên lộ thánh tử tới đây, hắn phụng lệnh nghiêm tiên lộ thánh tử tới đây cướp lấy cố đạo đan. Người nói Triệu Thanh Phong triệu đại nhân cũng ra tay, người làm sao có thể chiếm được cố đạo đan. Xét duyệt viên nói ra, quấn một vòng lớn như vậy, rốt cuộc lang hàn cũng hiểu ý của đối phương, một là hắn không nên mong chờ, hai là nói rõ cố đạo đan nóng bỏng cỡ nào, ngay cả thánh tử của tiên vương bát trọng cũng phái người tới. Tiên vương bát trọng, Lăng Hàn sinh ra chiến ý, thánh tử của thế lực tiên vương bát trọng có thể xếp vào hàng ngũ thiên tài mạnh nhất thiên hạ, là thiên tài tuyệt đỉnh chân chính trong miệng đại hắc cầu. Nhưng thiên tài được thế lực tiên vương bát trọng bồi dưỡng có lẽ không thể đứng hàng thượng du, có phải trung du hay không cũng là vấn đề. Đáng tiếc chỉ là thủ hạ của nghiêm tiên lộ mà thôi. Lăng Hàn liên tục hỏi thăm, xét duyệt viên mới nói hiệu quả của cố đạo đan, thì gia viên bảo đan này có thể củng cố đạo cơ, đối với chạm trần mà nói không có tác dụng gì, đối với thiên tài thì nó chính là trí bảo. Hình dụng một chút mà nói, tu luyện giống như trồng chất tảng đá lên nhau, thiên tài có thể dùng nhiều tảng đá trồng chất lên rất cao, nhưng như thế nền đất không vững, tiếp theo sẽ lung lay sắp đổ, lại lên cao hơn sẽ có nguy cơ sụp đổ. chương 2012, Thanh Phong vô địch. Cố đạo đan có hiệu quả trúc cơ vững chắc, do đó có thể tiếp tục hướng lên cao hơn. Chính bởi vì công hiệu này làm nghiêm tiên lộ động tâm, nhưng hắn cũng không tự trọng thân phận, khinh thường đích thân đến hay có chuyện quan trọng quấn thân, cho nên hắn chỉ phái một tên thủ hạ tới. Nhưng Lăng Hàn biết rõ một chuyện, đó là cố đạo đan sẽ thuộc về hắn. Lại nói sau khi Lăng Hàn rời đi, Tôn Đông và Lưu Dụ cũng tỉnh lại trong đau đớn. Vừa tỉnh lại, bọn họ liền phát hiện bờ mông vô cùng đau đớn, sau đó nghiêng đầu nhìn nhau, sau đó dùng ánh mắt không tưởng tượng nổi nhìn sau lưng, sắc mặt tái xanh. chung quanh còn có người xem náo nhiệt, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đám người chung quanh không ngừng nghị luận với nhau, hai người tôn đông nghe xong hận không thể tìm cái lỗ nào trên mặt đất chui xuống. Hai người vội vàng rút cây trúc và bỏ chạy, sau khi chạy một đoạn liền tiến vào không gian thần khí lấy quần áo mới ra mặt, thuận tiện dùng thuốc trị vết thương một chút. Hai người nhanh chóng xuất hiện trở lại, sắc mặt lưu dụ càng trở nên khó coi, hắn bị chọc cúc hoa hai lần, nếu như việc này truyền vào thành thương trụ, hắn còn mặt mũi gặp người sao. Tôn Đông cũng không khá chút nào, hắn oán hận siết chặt nắm đấm, sắc mặt tái nhợt. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ chịu sỉ nhục lớn thế này. Nhưng sau khi giao thủ với Lăng Hàn một lần, hắn hiểu bản thân không phải đối thủ của Lăng Hàn, thậm chí còn không thể thừa nhận uy lực ánh mắt của đối phương. Hừ, ỷ vào bản thân là vương giả nên có thể lấn ta. Tôn Đông cắn răng nói ra, đây chính là đại thành tứ tinh, vương giả không ít. Hắn xem ra Lăng Hàn chính là thánh tử của đại giáo Tam Tinh, cố ý tới nơi này giả heo ăn thịt hổ, nhưng lúc này người đã trúng thiết bản rồi. Tôn Đông lạnh lùng nói ra, trong mắt mang theo hàn quang. Ta không đấu lại ngươi, ta chính là tùy tùng lỗ thánh tử, ngươi như thế lấn ta, thánh tử đại nhân sẽ báo thù thay ta. Đông thiểu, lưu dụ đi tới, hắn cũng hận chết lăng hàn, bây giờ cùng chung mối thù. Cút, Tôn Đông đá một cước, nếu không phải thằng này thì cúc hoa của hắn không gặp thảm kịch. Hắn hất tay áo xoay người rời đi, hắn phải báo thâm thù đại hận này. Đông thiểu, đông thiểu, Lưu Dụ đuổi theo vài bước nhưng bị bỏ lại càng lúc càng xa, chỉ có thể dừng lại. Hắn cũng không thất vọng bao nhiêu, bởi vì hắn đã xác định Tôn Đông nhất định phải báo thù này. Đã như thế hắn phải có chú ý một chút, đến lúc đó xem kịch vui là được. Tôn Đông đi rất nhanh, đi vào truyền tống trận, sau đó dùng lệnh bài thông hành đặc thù trực tiếp đi tầng 4. Tôn Gia là thế lực tam tinh, bổn ra ngay tại tầng thứ tư, hắn thân là truyền nhân dòng chính của Tôn Gia, đi tầng thứ tư là chuyện đương nhiên. Hắn quen việc dễ làm. Đi vào nơi ở của Lỗ Tiên Minh. Đây là sơn trang khổng lồ, dựa vào núi và nước, toát lên khí chất xa hoa. Tôn Đông vô tâm thưởng thức cảnh đẹp trên đường, hắn là một trong những thân tín của Lỗ Tiên Minh cho nên không cần thông bẩm liền đi tới phòng khách. Đến nơi đây, hắn lập tức bước chân, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Hắn dò xét phía trước, chỉ thấy Lỗ Tiên Minh đang uống trà tiếp khách, có ba khách nhân, hai nam một nữ, nữ tử đẹp không nói thành lời, càng có khí chất cao quý làm người ta chỉ dám đứng nhìn từ xa hai nam tử toát ra phong thái phiêu giật nhẹ nhàng, có thể xem là nhân trung chi long. Đây tuyệt đối là thánh tử thánh nữ của đại giáo, bởi vì có thể làm cho lỗ tiên minh tự mình ngồi cùng, truyền nhân thế lực tam tinh thậm chí tứ tinh cũng không được đan sư, gặp người cao hơn một đẳng. Cũng chỉ có truyền nhân của tiên vương đại giáo mới cần lỗ tiên minh tự mình tiếp khách, đừng nói hắn hiện tại chỉ là thánh tử, cho dù ngày sau trở thành trưởng tòa, vậy cũng phải bảo trì tôn trọng xứng đáng với thế lực tiên vương. Đương nhiên, thế lực tiên vương cũng không vô duyên vô cớ đi đắc tội một gã đan sư, tôn trọng lẫn nhau mới là cách làm hai bên cùng có lợi. Tôn đông gión ra gión rén địa đi vào, hắn có thể hung hăng càn quấy ở tầng thứ nhất nhưng ở nơi này phải bày ra bộ dáng kính cẩn, hắn đi lên vài bước lại đột nhiên phát hiện còn có khách nhân thứ tư. Hắn vốn sững sờ, sau đó hoảng sợ, dùng thực lực của hắn lại không phát hiện trong phòng khách còn có người thứ năm. Đúng lúc này khách nhân thứ tư cũng biết suy nghĩ trong lòng hắn, hơi quay đầu nhìn sang, Lúc này đầu óc Tôn Đông trống rỗng. Tôn Đông, Tôn Đông, một giọng nói từ nơi cực xa vang lên, qua một lát Tôn Đông mới phục hồi tinh thần, mới phát hiện đây là Lỗ Tiên Minh gọi hắn, hắn cảm giác toàn thân lạnh buốt, chỉ cảm thấy hàn khí từ lòng bàn chân sinh ra và chạy thẳng lên đỉnh đầu. Nếu người nọ ra tay với hắn lúc nãy, hắn tuyệt đối sẽ chết không nghi ngờ. Quá mạnh mẽ, chỉ cái liếc mắt cũng làm hắn mất đi chiến lực. Hắn lại nhớ tới Lăng Hàn cũng là như thế, chỉ một cái liếc mắt đã làm hắn đông cứng nếu như vị này chịu ra tay không nói dễ dàng thắng lăng hàn ít ra cũng có thể liều mạng thánh tử tôn đông vội cung kính hành lễ có việc lỗ tiên minh khẽ nhíu mày hiện tại hắn đang tiếp khách quý ngươi lại đứng ngây ra đó như người ngu ngốc việc này làm hắn cảm thấy mất mặt tôn đông khẽ cắn môi hắn nói chuyện xảy ra lúc nãy trong lời của hắn lăng hàn chính là cuồng đồ tuyệt thế không chịu bán mặt mũi cho lỗ tiên minh hơn nữa hắn còn chịu tra tấn không thuộc về mình thánh tử Người phải làm chủ cho bờ mông của thuộc hạ. Hắn ngã xuống đất khóc lóc đầy mặt, sắc mặt lỗ tiên minh biến thành màu đen. Cái gì gọi là làm chủ cho bờ mông của ngươi? Đừng nói mập mờ như vậy. Người không biết còn tưởng hai người chúng ta có chuyện gì đó. Lúc này người thứ năm lại cười to, nói: thật sự mạnh như vậy sao? Ta đúng là muốn biết về hắn một chút đấy. Lỗ tiên minh cười cười, nói: nếu thanh phong huynh ra tay, trong chảm trần cảnh có ai kháng cự chứ? Những lời này làm ba khách nhân khác bất mãn. Bọn họ là ai? Có ai không phía Thánh tử Thánh nữ của Tiên Vương Đại giáo, không ai không vượt qua vương giả đạt tới hoàng giả, Lỗ Tiên Minh lại nói đối phương không có đối thủ trong trảm trần cảnh, như vậy đặt bọn họ ở chỗ nào? Ha ha, nói lâu như vậy còn chưa thỉnh giáo đại danh của ngươi. Một gã thánh tử hỏi thăm Thanh Phong huynh, hắn tên là Bảo Thành. Chương 2013, lật tay có thể trấn áp thánh tử. Lỗ Tiên Minh lại cười to, cướp lời nói, đều tại ta không tốt, chưa kịp giới thiệu với mọi người. Ba vị, thanh phong huynh họ triệu, chính là một trong tứ đại thiên vương thủ hạ của nghiêm tiên lộ nghiêm thánh tử, được xưng thanh phong vô địch. Nghiêm tiên lộ, ba tên thánh tử thánh nữ đồng thời khiếp sợ, càng sợ hãi tới từ nội tâm. Cùng là thánh tử nhưng bọn họ không có tư cách sách giày cho nghiêm tiên lộ. Tiên vương cửu trọng, một bước một trọng thiên, chẳng những tiên vương có đẳng cấp xâm nghiêm, ngay cả truyền nhân do bọn họ bồi dưỡng cũng như thế. Ba gã thánh tử thánh nữ đều là người của thế lực tiên vương nhất trọng, nhưng nghiêm tiên lộ chính là thánh tử của thế lực tiên vương bát trọng. Bọn họ có nghe nói qua sự tích của nghiêm tiên lộ, thậm chí rất nhiều trong đó đã biến thành truyền kỳ. Mượn xuất thân của nghiêm tiên lộ mà nói, hắn được vĩnh xương tiên vương phát hiện trên tiên lộ, lúc đó mới ôm về vĩnh xương giáo, trở thành đệ tử thân truyền của vĩnh xương tiên vương cho nên mới có tên là tiên lộ. Tiên lộ là thế nào? Muốn siêu thoát thăng nguyên cảnh trở thành tiên vương, như vậy nhất định tu tiên lộ. Nghiêm tiên lộ lại ra đời trên tiên lộ, hắn kinh người cỡ nào? Đó là thiên kiêu chi tử chân chính, trên con đường phát triển có mỹ danh vô địch, cho dù thiên kiêu cũng phải cúi đầu, vương giả cũng phải phục phục, cường đại tới mức làm người ta tuyệt vọng. Bọn họ đúng là phục nghiêm tiên lộ, nhưng muốn nói thuộc hạ của hắn có thể vô địch trong trảm trần. Đây không là nói đùa sao? Vô địch cũng không phải nói cho có mà thôi, Bảo Thành ung dung nói ra, đổi thành nghiêm tiên lộ tới nơi này, hắn khẳng định sẽ thần phục, bản thân Triệu Thanh Phong thì sao? Hắn chỉ là thủ hạ tay sai của nghiêm tiên lộ mà thôi cũng xứng nói trong trảm trần cảnh không ai có thể ngăn cản hắn chê cười vậy những thánh tử thánh nữ bọn họ tính toán cái gì cặn bã sao triệu thanh phong nhìn bảo thành trong mắt mang theo trào phúng nói ngươi không phục nói nhảm đương nhiên không phục đừng nói bảo thành hai thánh tử thánh nữ khác cũng vô cùng khó chịu ngươi chỉ là tay sai mà thôi lại dám lật cổ tay với bọn họ ngươi cho rằng là thủ hạ của nghiêm tiên lộ thì bản thân chính là đế giả đương nhiên không phục bảo thành khẽ nói các ngươi cũng không phục?" Triệu Thanh Phong nhìn sang hai người khác, "Hừ, hai thánh tử thánh nữ khác cũng thập phần cao ngạo, bọn họ không đáng chấp nhặt với một tên tay sai mà thôi. Không phục thì chiến, lần này ta tới đây chính là để đánh bại đám phế vật các ngươi." Triệu Thanh Phong nói chuyện không chút khách khí, không cho ba thánh tử thánh nữ chút mặt mũi nào. Ba người bảo thành vô cùng giận dữ, "Ngươi chỉ là một tên tay sai lại dám nói với chúng ta như vậy? Ngươi xứng sao?" Triệu Thanh Phong mỉm cười, khóe miệng cười một cách trào phúng, nói. Các ngươi cho rằng, ai cũng có thể làm thủ hạ của thánh tử đại nhân sao. Chỉ bằng các ngươi, ha ha, sách giày cũng không xứng. Ba người bảo thành đồng thời đứng lên, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Chúng ta thừa nhận bản thân không sánh bằng nghiêm tiên lộ, người chỉ là một tên tay sai của nghiêm tiên lộ mà thôi, sách giày cũng không xứng, người cũng dám nhìn thấp chúng ta sao. Hắc hắc, xem ra người thiếu giáo huấn. Bảo Thành nhìn về hướng Triệu Thanh Phong sau đó đi tới, ngoắc ngoắc ngón tay. Đến đây, xem ta đánh các người phục như thế nào. Triệu Thanh Phong nói một tiếng, nói nhảm quá đi, tuy bảo thánh tức giận không nhẹ, hai tên thánh tử thánh nữ khác cũng giận dữ, bởi vì bọn họ cũng là đối tượng bị khinh bỉ. Lỗ tiên minh không có ý khuyên can, hắn chỉ tươi cười uống trà. Tôn đông kích động không nhỏ, không nghĩ tới Triệu Thanh Phong lại trâu bò như vậy, một người dám khiêu khích ba đại thánh tử thánh nữ, mấu chốt là người ta nói muốn đối phó lăng hàn đương nhiên hắn hy vọng triệu thanh phong càng mạnh càng tốt như vậy mới có thể đánh bại lăng hàn triệu thanh phong và bảo thành đi ra khỏi đại sảnh sau đó lại bay lên không trung đương nhiên không gian tầng thứ tư có trận pháp bảo vệ dùng thực lực chạm trần cảnh của bọn họ tuyệt đối không thể đánh phá khai chiến trên không trung dư âm ảnh hưởng còn lại không ảnh hưởng tới kiến trúc ra tay đi bảo thành tự trọng thân phận nhưng hắn là thánh tử người ta chính là thủ hạ của nghiêm tiên lộ hắn cũng không muốn làm yếu đi tên tuổi của mình Triệu Thanh Phong nhếch miệng cười cười, hắn đã ra tay, thân ảnh biến mất tại chỗ, sau đó hắn xuất hiện trước mặt Bảo Thành và đánh một quyền. Không gian quy tắc, Bảo Thành hô một tiếng, sắc mặt biến hóa, hắn thật không ngờ Triệu Thanh Phong lại nắm giữ không gian quy tắc hiếm thấy trên đời, đây là việc ngoài ý liệu. Hắn dù sao cũng là thánh tử, hoàng giả đương đại, mặc dù cả kinh cũng không loạn, hắn chém một kiếm về phía Triệu Thanh Phong, đầu ngón tay có hào quang sáng ngời, kim sắc khí. Hắn là duệ kim tiên thai một khi kích phát huyết mạch chi lực toàn thân của hắn sẽ biến thành lợi khí vô kiên bất tồi một kiếm khai thiên địa triệu thanh phong không sợ hắn vẫn đấm tới một quyền ngạnh kháng bảo thành oanh lực lượng va chạm quy tắc hỗn loạn đây là đạo pháp của hai cường giả va chạm với nhau lúc này bảo thành bị đánh bay ra ngoài sau khi phun ra một ngụm máu thì lung lay sắp đổ trái lại triệu thanh phong vẫn khí định thần nhàn căn bản không lui một bước hai thánh tử thánh nữ nhìn thấy cảnh này liền biến sắc quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ ngay cả bảo thành cũng không chịu nổi một kích có lẽ bởi vì bảo thành có chút khinh địch hắn không ngờ đối phương thông hiểu không gian quy tắc bị buộc liều mạng một kích phải biết rằng thân là thánh tử trong cùng cảnh giới đánh đâu thắng đó không gì cản nổi chỉ có bọn họ nghiền áp người khác hiện tại đối kháng chính diện lại thua hơn nữa còn là một tên tùy tùng mạnh hơn thánh tử một khi triệu thanh phong ra tay khí thế trên người biến hóa trợ ức kia không quan tâm tới tuy cũng rất hung hăng cản quấy làm người ta xem thường sau khi hắn ra tay, hắn biến thành lãnh khốc và bộc phát sát khí đáng sợ. Thân ảnh của hắn biến mất đuổi theo Bảo Thành, sau đó hắn lại đánh ra một quyền, một quyền hóa thành ngọn núi chân áp xuống. Bảo Thành chỉ có thể đón đỡ, ngay sau đó hắn phun máu tươi, quang thuẫn bảo hộ quanh người biến mất. Lúc này mới qua hơn 10 chiêu, Bảo Thành đã bị đánh từ trên trời rơi xuống, liên tục ho ra máu, tinh khí thần giảm mạnh. Trường 2014, Tử Thành Đan Sư, biết cách làm giàu Thượng triệu thanh phong không có đuổi tận giết việt hắn nhìn sang hai thánh tử thánh nữ kia nói đám cặn bã các ngươi còn không phục gương mặt hai người đắng chát vô cùng gian nan nuốt nước bọt nhưng vô lực phản bác muốn trở thành thánh tử thánh nữ là phải có được tiên thai đương nhiên cũng có số ít người thiên phú chắc tuyệt bọn họ không có tiên thai nhưng tiềm lực bộc phát vượt qua tiên thai đương nhiên hai người này cũng có tiên thai trước mặt triệu thanh phong bọn họ biết được tiên thai của mình không dùng được giống như tiên vương phân cửu trọng tiên thai cũng có mạnh yếu khác nhau triệu thanh phong có tiên thai không gian hệ như vậy tổ tiên tiên vương của hắn lúc trước nắm giữ quy tắc chi lực còn mạnh hơn ngũ hành một đoạn hai người có cảnh giới giống nhau thiên phú cũng không sai biệt lắm hắn có thể bằng vào không gian tiên thai vượt qua một đầu kỳ thật bảo thành cũng không yếu như hắn biểu hiện hắn không ngờ mình sẽ gặp không gian tiên thai hơn nữa còn là đại thành thể từ điểm này hắn đã bị đánh thành chó chết nhưng hai người tự nghĩ cho dù bọn họ hiện tại đã có chuẩn bị cũng không thể đối kháng được bao nhiêu chiêu tuyệt đối không thắng được triệu thanh phong triệu thanh phong mạnh không thể tưởng tượng bọn họ vẫn khó tiếp nhận muốn nói nghiêm tiên lộ mạnh hơn bọn họ cũng không nói gì không ngờ một tên thủ hạ cũng đánh bại bọn họ điểm này bọn họ không thể tiếp nhận chẳng lẽ bọn họ kém nghiêm tiên lộ nhiều thế sao lỗ huynh cáo từ thấy hai tên thánh tử thánh nữ ảm đạm bọn họ chạy tới là để tranh đoạt cố đạo đan có triệu thanh phong xuất mã bọn họ cần gì tự rước lấy nhục Lỗ tiên mình chỉ chắp chắp tay, cũng không có giữ lại, song phương vốn không có giao tình gì, nếu không vì cố đạo đan cũng khó có ngày tương kiến nhau. Sau khi bảo thành tỉnh lại liền xám xịt rời đi, triệu thanh phong nhìn sang tôn đông, nói, người nọ ở đâu, dẫn ta đi. Vâng, đại nhân, tôn đông vội vàng kinh hỉ gật đầu, xem ra vị này chính là tồn tại châu bò, có thể dễ dàng đánh bại thánh tử, như vậy lang hàn tính là cái gì? Người tối đa chỉ là truyền nhân thế lực tam tinh, So được với Thánh tử thế lực Tiên Vương so sao, tuyệt đối sẽ bị đánh thành cạn bã." Lỗ Tiên Minh cười nói, "Ta cũng đi xem, người khác cũng thôi đi, Nghiêm Tiên Lỗ quá mạnh, tương lai tất thành Tiên Vương, hắn phải kéo quan hệ mới được." Nhưng lúc Tôn Đông dẫn Triệu Thanh Phong và Lỗ Tiên Minh đi vào tầng thứ nhất lại phát hiện lang Hàn lại tiến vào phòng tu luyện. "Không sao, người này tất tham gia luận võ." Triệu Thanh Phong cười nhạt nói ra, "Với thực lực của hắn, nhất định có thể trổ hết tài năng ở tầng 1 ta cũng chờ hắn ở trận chung kết cuối cùng. Hắn cười tâu tuét, hai hàm răng sáng bóng xuất hiện giống dã thú khát máu. Người không quen thuộc chỉ cho rằng hắn lạnh lùng, cao ngạo, người chân chính hiểu hắn nhìn thấy hắn hiện tại sẽ không rét mà run. Bởi vì hắn thích giết chóc nhất, trong tứ đại thiên vương của nghiêm tiên lộ, dùng hắn khát máu và giết chóc làm đầu, thậm chí thời điểm đoạt bảo trong di tích cổ, hắn còn đã từng chém giết qua vài tên thánh tử thánh nữ, nếu không phải vĩnh sương điện chính là thế lực tiên vương bát trọng thì hắn sớm bị cầm ra đền mạng rồi hành hạ thiên tài chính là yêu thích của hắn vì cái gì không giết bảo thành cũng không phải hắn sợ hãi quy tắc thành đan đạo đương nhiên đây cũng là một phương diện dù sao lần này hắn tới đây là vì cố đạo đan nếu như bị người ta đuổi ra hắn làm sao bàn giao với nghiêm tiên lộ thiên hạ to lớn hắn chỉ sợ một mình nghiêm tiên lộ nếu không dùng thiên phú của hắn tới đại giáo nào mà không thể làm thánh tử làm gì phải đi làm thủ hạ của kẻ khác. Mấu chốt là ba người kia trong mắt hắn không phải thiên tài, giết không có ý nghĩa. Lăng Hàn chỉ dùng ánh mắt đã làm tôn đông sợ hãi gục xuống, điểm này đã kích thích hứng thú của hắn. Thời điểm luận võ gặp được, có giết cũng không thành vấn đề, đúng không? Hắn tươi cười tàn nhẫn khát máu, hành một thiên tài tới chết mới củng cố đạo tâm của hắn, nếu như Lăng Hàn đủ mạnh, như vậy hắn có thể chém ra ngũ trảm. Hy vọng Lăng Hàn đừng làm hắn thất vọng. Bởi vì tạm thời không thể lên tầng thứ hai, Lăng Hàn cũng xem như quan tâm tới cố đạo đan. Rất đơn giản, trước báo danh sau đó đánh nhau, đánh 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 đánh, đánh từ tầng 1 tới tầng 4, cứ thế đánh lên, cuối cùng đạt tới quán quân và chiếm được cố đạo đan. Người tầng thứ 5 không tham chiến, đó là nơi của cường giả vô thượng thành đan đạo ở lại, hoặc là đại đan sư. Mỗi lần tử thành đan sư luyện ra đan dược chân quý gì đó đều có thể dựa vào đánh võ đại chiếm được, bất kể là mấy tinh mấy trăm vạn năm trước còn có thiệt nhiều cường giả thăng nguyên so đấu hơn nữa không chỉ người của thành đan đạo chỉ cần báo danh là có thể tranh đoạt đây là chỗ tốt của đan sư thích xem võ giả tranh đoạt đan dược đầu rơi máu chảy nhưng bởi vì thành đan đạo có lệ cũng như thế cho nên cạnh tranh ở tầng thứ nhất là lớn nhất người tới từ ngũ hồ tứ hải đều báo danh sau đó sẽ có chiến đấu xuất hiện chỉ lấy bốn người nên sẽ có long tranh hổ đấu lang hàn đi báo danh hắn nhanh chóng hoàn thành bởi vì báo danh đã bắt đầu từ mười mấy người trước tuy hiện tại vẫn có người lục tục báo danh nhưng không có chen chúc như lúc trước. Trận đấu sẽ bắt đầu vào 11 ngày sau, thừa dịp còn có thời gian, Lăng Hàn đi vào phòng tu luyện, đương nhiên hắn lần này chỉ chọn 10 ngày, sau khi gia tốc thành 50 ngày, cũng không ngắn, tuyệt không có thể lãng phí. Không hề lo lắng, 50 ngày này vẫn dùng thất bại xong việc, nhưng Lăng Hàn nắm chắc càng lúc càng lớn, hắn tự tin trong 5 năm sẽ luyện ra lô tiên đan đầu tiên. Nếu như gia tốc 5 lần sẽ rút ngắn còn 1 năm, nếu gia tốc gấp 10 lần chỉ còn nửa năm, hiệu quả gia tốc cao thì thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều. Vào lúc Lăng Hàn bước ra khỏi phòng tu luyện, luận võ đại hội cũng bắt đầu vào ngày mai. Thiên phượng thần nữ cũng ra khỏi hắc tháp, nàng muốn trợ uy cho Lăng Hàn, nhìn nam nhân yêu mến một đường đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, bại tận thiên kiêu, mà nữ hoàng bởi vì đang ở thời khắc mấu chốt đột phá tứ chạm cho nên vẫn bế quan. Hai người đi võ đài ở tầng thứ nhất, nơi này dùng chiến đấu, có thể cung cấp người luận bàn, cũng có thể cung cấp cho yêu thú, thần thú, tiên thú chiến đấu, đương nhiên cũng có thú và thú chiến đấu, còn có đoàn chiến các loại. Trường 2015, Tử Thành Đan Sư, biết cách làm giàu, hạ. Đấu võ trường chẳng những là khu vực chiến đấu lớn nhất, đài quan sát cũng lớn không hợp thói thường, đủ để dung nạp trăm vạn người, phía sau còn có một loạt người đứng trên đỉnh núi xem, nhưng từ đó chỉ thấy đấu võ trường vô cùng nhỏ bé. Khá tốt nhãn lực võ giả quá tốt, không bị ảnh hưởng bởi chút khoảng cách này. Muốn vào đấu võ trường phải mua vé vào cửa, hơn nữa thời điểm khác nhau, giá vé vào cửa khác nhau, hơn nữa lần này là tranh đoạt chiến, giá vé nhìn đơn thuần cũng có giá một tinh thạch, nhưng cũng có thể mua được phiếu vé xem tới khi trận đấu kết thúc cần trả 10 tinh thạch. Vé xem hết cực kỳ được hoan nghênh, bởi vì người bình thường không có tư cách tới tầng thứ tư, nhưng sau khi tiến vòng chung kết sẽ tiến hành ở tầng thứ tư, mua được phiếu vé có thể đi lên, những phiếu vé xem một lần không có đãi ngộ này nghe nói đấu võ trường lần này còn có bóng dáng của tử thành đan sư người ta thật sự không bán đan lại thông qua phương thức này kiếm tiền nhưng lại có thể xem náo nhiệt có thể chơi đùa vô số thiên tài và cường giả mặt khác không chỉ có vé vào cửa cửa hàng đánh bạc cũng có định mức của tử thành đan sư mỗi lần nhìn như tặng đan miễn phí lại chẳng khác gì kéo vô số thiên tài và cường giả tới biểu diễn một hồi hoàn toàn có thể thu hồi tổn thất của đan dược mang tới ai nói tử thành đan sư là người coi tiền như rác bởi vì Lăng Hàn báo danh dự thi, hắn có thể miễn vé vào cửa, thiên phượng thần nữ lại mua được vé, hơn nữa mua giá cao từ tay kẻ khác, bởi vì vé bán bằng đường chính thức đã bán xong. Đen quá, lại bán giá 100 tinh thạch, Lăng Hàn nhe răng, tuy hắn không quan tâm số tiền này, nhưng thứ bán 10 tinh thạch lại phải mua tới 100 tinh thạch, hắn có cảm giác mình coi tiền như rác. Ta đoán những người bán vé chợ đen này có quan hệ với đám người tổ chức, nếu không cũng không có khả năng có vé chợ đen nhiều như thế. Lăng Hàn khó chịu nói ra lợi nhuận gấp 10 lần, thật sự là biết cách làm giàu. Hắn cũng muốn nhìn Tử Thành Đan sư một chút, người này dường như siêu phàm thoát tục nhưng kỳ thật trong mắt đều là tiền. Thiên Phượng thần nữ che miệng cười khẽ, vai run rẩy, đẹp không sao tả xiết. Chúng ta vào thôi, chờ xem phu quân của ngươi đại phát thần uy." Lăng Hàn cười nói, ôm Thiên Phượng thần nữ đi vào đấu võ trường. Vì ôm tiền, tuyệt đối là như vậy, đấu vòng loại cần 10 ngày mới đánh xong, nhiều ra một ngày có thể bán thêm vé cũng bởi vì thế mà vé xem toàn bộ mới được hoan nghênh, tuy giá vé xem một lần không cao nhưng xem từ đầu tới cuối mới thật sự là rẻ. Lăng Hàn lắc đầu, đấu vòng loại có thể đánh một ngày là xong, lại bị kéo thành 10 ngày, từ đó những kẻ mua vé tiện nghi sẽ trả thêm tiền, lối buôn bán của tử thành đan sư đúng là tuyệt vời. Nhất định phải gặp được vị này, phải hảo hảo lãnh giáo hắn con đường phát tài, bởi vì hắn muốn tiên ma kiếm tấn trước tiên khí sẽ cần không biết bao nhiêu thần thiết, những thứ này phải dùng tiền mua. Người báo danh quá nhiều, chiến đấu tầng thứ nhất cũng bị phân chia thành 16 vòng, mỗi vòng sẽ chọn ra một người, sau đó lại đánh, tiến vào 8, tiến 4, tiến 4 là được, có thể đi tầng thứ tư đánh trận chung kết. Cho dù chia thành 16 vòng, người tới tham gia vẫn quá nhiều, đành phải phân chia ra, như tổ của Lăng Hàn có tới 100 người. Hắc hắc, danh ngạch tấn cấp lần này đã bị bản thiếu ra bao. Một tên thanh niên áo xanh cản rỡ nói ra, không muốn bị thương thì ngoan ngoãn cút ra ngoài, nếu không đánh chết cũng đáng đời. Bên cạnh hắn có người một người để lộ binh khí bảo hộ hắn vào bên trong, nói rõ muốn bảo vệ hắn. Tuy vô sỉ nhưng hợp lý lợi dụng quy tắc trận đấu. Cũng không có ai quy định mười mấy người không thể liên thủ. Người trẻ tuổi áo xanh dương dương đắc ý, hắn đã hạ quyết tâm lần này dùng ưu thế nhiều người chiến thắng, kế tiếp thì dùng tiền tài mở đường, nện là đối thủ nhận thua, như thế nào cũng phải đạt được danh ngạch vào tầng thứ tư. Kế tiếp hắn không cần suy nghĩ nhiều, khả năng đứng lên tầng thứ tư, danh đầu của hắn cũng rất lớn có tiền có thể tùy hứng. Tiểu tổ này có hơn 100 người, hiện tại mười mấy người là một đám trở thành thế lực lớn nhất. Diệt bọn chúng trước, một giọng nói vang lên, mọi người nghe xong cảm thấy đúng vậy, mặc dù đối phương có mười mấy người, mình thì sao? Chính là hơn trăm người, chẳng lẽ một trăm người không đánh lại mười mấy người? Lên, những người này liên tục xông lên vây đánh đám người trẻ tuổi áo xanh. Người trẻ tuổi áo xanh há hốc mồm, hắn tuyệt đối không ngờ lại có kết quả này. Chừng một trăm người đấy, bọn họ làm sao chống đỡ. Người xem trận đấu rất vui vẻ, rất ít nhìn thấy chàng diện như vậy, rõ ràng chiếm thượng phong nhưng lại lâm vào nghịch cảnh. Cho nên mới nói là người nên ít xuất hiện, người xem, đó là kết cục của cao điệu. Nếu như người trẻ tuổi áo xanh biết sử dụng sách lược này, thậm chí chỉ cần không kiêu ngạo giống to lên như thế, một khi khai chiến liền có thể san bằng tất cả, dùng chiến lược mười mấy người này là có thể dọn bãi. Nhưng còn bây giờ thì sao, đã bị hành hạ thành chó. Bành 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 bành, sau một trận quần ẩu, mười mấy người trẻ tuổi áo xanh bị đánh tàn, bọn họ chỉ ỉ vào nhiều người mà thôi, lại không có nổi tiếng gì, cao thủ có thể ngăn cơn sóng giữ có thể đối kháng quần ẩu sao. Người trẻ tuổi áo xanh bị đánh ngã trên mặt đất, trên người không biết có bao nhiêu dấu chân, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu tìm phương hướng phát ra tiếng kêu sớm nhất, chỉ thấy một người trẻ tuổi mỉm cười với hắn. Hắn lập tức giận dữ, ra hỏa này tuyệt đối cố ý. Ngươi chờ, ta nhớ kỹ ngươi. lang Hàn lại thở dài, kỳ thật hắn cũng chỉ muốn im lặng làm mỹ nam tử ai ngờ lại bị người ta phân tới tiểu tổ này cho dù hắn không hô to lên cuối cùng hắn tự tay giải quyết đối thủ còn không bằng hô to lên rồi xem náo nhiệt đi lăng hàn phất phất tay cười nói một đường đi tốt bang, người trẻ tuổi áo xanh bị hành hung bay ra khỏi vòng chiến dựa theo quy định hắn đã mất đi tư cách người trẻ tuổi áo xanh run rẩy bò dậy mặt tím tím xanh xanh oán hận nói hiện tại chúng ta đã kết thù không có người nào dám âm sơn điền vũ ta. Chương 2016, cẩn thận cái chân. Lăng Hàn nhướng mày, không biết xảy ra chuyện gì, hắn đặc biệt chán ghét dòng họ như thế, sớm biết đối phương có dòng họ kéo thù hận như vậy, hắn tuyệt đối không dễ dàng đá đối phương ra khỏi vòng chiến như vậy, có lẽ hành hung lại hành hung. Không có việc gì, hiển nhiên đối phương không từ bỏ ý đồ, vậy sau này còn có cơ hội đánh tơi bời. Sau khi đá đám người sơn điền vũ ra khỏi vòng chiến, còn lại chừng trăm người cùng hoan hô sau đó còn ôm nhau lộ ra dáng vẻ hòa hợp êm thấm làm người ta không tin tưởng bọn họ đang cạnh tranh với nhau a à, người thật hèn hạ dám chọc ta một người đột nhiên kêu thảm thiết bởi vì hắn bị một người ôm kết quả bên hông bị người ta chọc một kiếm khá tốt chảm trần quá cường đại hắn chỉ trọng thương chứ không chết mông của ta còn có người một cước đá đối thủ ra khỏi vòng chiến ra hỏa này ôm mông kêu đau vốn còn hòa hợp êm thấm bây giờ lại dương cung bạt kiếm phi thường buồn cười đám người xem trên đài cười to, chỉ cảm thấy xem tổ chiến đấu này quá sung sướng. Mà thiên phượng thần nữ lại cười khổ, chỉ cần có phu quân nàng ở đâu, chuyện đứng đắn cũng biến thành trò cười. Lăng hàn gãi gãi đầu, hắn thật không làm gì cả, hắn chỉ hô to một câu mà thôi. Tiểu bạch kiểm, cút ra ngoài cho ta. Một người tráng hán trung niên cầm đại đao chém tới, đều là chảm chân, lại chiến đấu trong diện tích có hạn, kỳ thật chỉ chấn động từ chiến đấu đã giải quyết một số người. Khí lực người này rất mạnh, làn da của hắn có màu bạc sáng bóng giống như hóa thân thành bạch ngân chiến thần hắn mang theo xu thế thiên băng địa liệt quét về phía lăng hàn cẩn thận cái chân lăng hàn cười nói cái gì tráng hán trung niên hơi sững sờ ta chém một đao mà ngươi nói ta cẩn thận cái chân đây là ý gì đầu của tiểu tử ngươi bị lừa đá sao trong lòng của hắn vậy nhưng tay chém xuống không ngừng tiếp tục chém vào cổ lăng hàn mắt thấy lưỡi đao sắp chém vào cổ lăng hàn trong mắt hắn mang theo thần thái vui mừng vì sắp đắc thủ vào lúc này Lăng Hàn đưa tay phất nhẹ một cái, cũng không thấy hắn có động tác gì, một đao chém tới chuyển hướng. Rất trùng hợp đối thủ lại đưa chân về phía trước chân trái bước xuống và đao kia chém vào mẫu u bàn chân trái. a à, chán hán trung niên kêu thảm thiết, một đao kia dùng sức quá mạnh, quán chú quy tắc chịu uy cho nên một đao chém dụng bàn chân, hắn đau đớn không nhỏ. Cẩn thận cái chân, thì ra là ý này. Hắn ngơ ngác nhìn Lăng Hàn, thiên hạ không có chuyện trùng hợp như thế, Lăng Hàn thuận miệng nói một câu đã đoán được kết cục, Thực lực đối phương, mạnh tới mức nghịch thiên, cho nên mới có thể khống chế tất cả, có thể làm mọi việc phát triển theo ý nguyện của hắn. Trên đầu tráng hắn trung niên đổ mồ hôi lạnh, đối phương may mắn chỉ chảm một đao, chảm vào chân của mình mà không phải chảm vào tiểu đệ đệ đã là hạ thủ lưu tình. Đa tạ, hắn lưu lại một câu nói sau đó vội vã rời khỏi vòng chiến. Trên khán đài, tất cả mọi người vừa kỳ quái vừa buồn cười, tại sao có người như vậy, vừa rồi còn hùng hổ vung đao chảm, kết quả một đao chảm vào chân của mình, sau đó lại nói cảm tạ với đối thủ thật khó hiểu hắc hắc đây là bởi vì người tuổi trẻ kia rất mạnh cho nên người cầm đao mới tự chảm vào mờ u bàn chân hơn nữa còn cảm tạ người ta không giết một người trẻ tuổi giải thích tuy nói lăng hàn rất mạnh nhưng trên mặt lại đầy ngạo nghễ ô thiên kiêu trình gia trình phong vân hắn có được hay không nghe nói hắn suýt trở thành vương giả hắn đã nói người trẻ tuổi kia rất mạnh nhất định rất mạnh đám người không ngừng nghị luận có người đánh bạo nói Trình Thiểu, vì cái gì ngươi không dự thi, còn nữa, ngươi chống lại người trẻ tuổi kia, có bao nhiêu phần thắng bại. Trình Phong Vân vô cùng ngạo nghễ nói, 10 phần, tuy Lăng Hàn rất mạnh nhưng hắn xem ra không có gì hơn thế này, về phần tại sao không có dự thi. Chê cười, lúc này không thắng Triệu Thanh, hơn nữa ba tên thánh tử xám xịt rời đi, đó là thực lực gì. Bất cứ kẻ nào dự thi đều bị Triệu Thanh Phong dẫm nát dưới chân, vậy hắn cần gì tự dước lấy nhục, hắn đã rất nổi danh cũng không cần mượn nhờ luận võ tăng thanh danh của mình trình thiểu theo ý ngươi người trẻ tuổi kia có thể thắng được một tổ này không lại có người hỏi trình phong vân suy nghĩ lắc đầu nói không có khả năng hắn hiện tại mũi nhọn quá lộ tất nhiên sẽ lọt vào những người khác liên thủ nhằm vào muốn thắng được khó như lên trời nghe trình phong vân như vậy một giải thích bốn phía mọi người là gật đầu không thôi không tệ vừa rồi sơn điền vũ cũng là bởi vì quá kiêu ngạo cho nên mới bị nhắm vào Trừng trăm người liên thủ vây đánh cho nên hắn thất bại. Hiện tại nơi này chỉ còn chừng 60 người, Lăng Hàn cũng chỉ có một người mà thôi. Một đánh 60, người nói đánh thế nào? Quả nhiên, phát hiện Lăng Hàn cường đại đã bị người chung quanh nhìn chằm chằm vào, cả đám giống như ác lang. Liên thủ tiêu diệt mạnh nhất, sau đó mới có chỗ cho những người như bọn họ tranh tài. Người đã ló đầu ra, vậy đánh người trước. 60 người vây đánh một người, đại bộ phận mọi người đều sử dụng vũ khí, quy tắc bộc phát và câu thông đại đạo, từng cột sáng phóng lên trời với hào quang kinh người. Đàn sói phệ hổ, mặc dù hổ mạnh thì thế nào? Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nói, cẩn thận cái chân, dựa vào, tại sao lại là câu này? Tráng hán trung niên chưa đi xa cảm thấy nội tâm hơi rung đông, suýt nữa hắn ngã xuống đất, hắn đã có tâm lý oán hận với những người này. Sát, hơn 60 người liên tục ra tay, có người từ trên trời đánh xuống, có người từ dưới đánh ngang, có thậm chí độn địa phát động công kích từ lòng đất, nói chung tấn công không có góc chết đối mặt công kích như thế, ai có thể phản kháng. Lăng Hàn vươn tay, hàn ấn một cái, ba 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 ba, những người trên cao cảm thấy thân thể không tự rơi xuống mặt đất, sau đó cất bước không được, những người độn địa bị bắt ra, cũng cố định trên mặt đất. Sau đó vũ khí trong tay bọn họ rơi xuống nện vào chân của chính mình. a à, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 60 người không có ai ngoại lệ, cho dù trong tay không có binh khí, mặt đất cũng có cây băng mọc ngược lên đâm thủng bàn chân bọn họ, dù lúc trước diễn ra cảnh khôi hài nhưng không hấp dẫn quá nhiều người, dù sao có quá nhiều cuộc chiến đấu, ánh mắt mọi người không xem hết, chỉ là khôi hài mà thôi, chẳng có gì đặc biệt. chương 2017, thực lực vẽ mặt. Nhưng cảnh tượng này diễn ra lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người lăng hàn, giống như trên người hắn tỏa ra hào quang châu bò. Trình Phong Vân nhìn thấy khu vực này yên tĩnh, không ít người càng là nhịn cười đến mức rất vất vả. Người vừa rồi còn nói người ta cao điệu, bị người ta nhầm vào sẽ hỏng bét sau đó bị người ta dùng thực lực vẽ mặt nhìn xem người ta đã đại thắng rồi đấy gương mặt trình phong vân vô cùng xấu hổ vẽ mặt tới quá nhanh hắn cảm thấy xấu hổ không nhỏ nhưng hắn không yếu thế nói cho dù hắn có thể giết ra khỏi tổ này thì sao chứ cũng không có khả năng đi quá xa lần này vì cố đạo đan không biết có bao nhiêu thiên kiêu tuya đỉnh xuất hiện hắn có thể xông qua vòng này cũng không thể xông qua vòng kế tiếp hắn lại nói lui một vạn bước cho dù hắn thực sự tiến vào trận chung kết ha ha còn có triệu thanh phong triệu đại nhân trên đời này có ai địch nổi triệu thanh phong đại nhân rất nhiều người không biết triệu thanh phong là ai nhưng lại cảm thấy trình phong vân nói có lý chỉ trổ hết tài năng ở tổ này thực sự không thể nói rõ vấn đề gì lăng hàn rất mạnh nhưng nơi đây có quá nhiều cường giả kỳ thật đã có rất nhiều tổ đã kết thúc chiến đấu từ lâu những người này dùng ánh mắt khiêu khích nhìn sang lăng hàn sau đó liền thu hồi ánh mắt đối với vương giả mà nói trổ hết tài năng ở tổ này cũng chẳng có gì cả mà lăng hàn lại dùng thời gian dài như thế mới kết thúc chiến đấu thực lực yếu có thể nghĩ không đáng chú ý lăng hàn sẽ không quan tâm ánh mắt và suy nghĩ của người khác sau khi ký lục viên đưa danh sách cho hắn hắn liền vỗ vỗ tay rời đi trận tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày mai thiên phượng thần nữ rời khỏi khán đài tụ hợp với lăng hàn hai người cùng rời khỏi diễn võ trường vừa bước ra khỏi cửa liền gặp sơn điền vũ đang đứng ở cửa ra vào bộ dạng nhìn trước ngó sau phát hiện Lăng Hàn đi ra, Sơn Điền Vũ cao mày, hắn chỉ thẳng vào Lăng Hàn. Các ngươi đánh hắn cho ta, hắn hận chết Lăng Hàn, bởi vậy sau khi bị loại liền canh cửa ra vào, cho dù như thế nào cũng hành hung Lăng Hàn một trận. Lăng Hàn chỉ cười cười, không ngờ ra hỏa này đưa tới cửa để hắn đánh, không tệ, giác ngộ rất cao. Tiểu tử, người còn cười được, Sơn Điền Vũ cũng không nhìn thấy Lăng Hàn đại phát thần uy, nếu không hắn biết rõ hơn 60 người bị Lăng Hàn đánh bại cùng một lúc, hắn sẽ biết rõ mười mấy người của mình còn không đủ nhét kẽ răng của Lăng Hàn. Vì cái gì cười không nổi, Lăng Hàn hỏi, ngươi lập tức biết rõ. Sơn Điền Vũ cười lạnh, vung tay lên, đánh cho ta, không cần đánh chết, đánh cho phụ mẫu hắn không nhìn ra há. Vâng, thiếu ra, mười mấy người cùng xông lên, Lăng Hàn mỉm cười, nói, cẩn thận cái chân, mười mấy người không biết nghĩa gì, trong nội tâm tuy nhiên kỳ quái một ít, cũng không đặt trong lòng, cùng xông thẳng về phía Lăng Hàn. A, à, chỉ trong nháy mắt bọn họ cùng kêu thảm thiết, bởi vì binh khí trong tay không biết xảy ra chuyện gì nện vào chân bọn họ, có một vị lão huynh cầm khai sơn phủ trong tay rơi xuống cắt mất mờ u bàn chân. Sơn Điền vũ sợ hãi lui ra phía sau hai bước, hắn vô cùng giật mình và khiếp sợ khi nhìn thấy tình cảnh này. Đã nói các người phải cẩn thận cái chân mà, lang Hàn mỉm cười, nói, đến, tới đánh ta đi, đánh tới mức phụ mẫu ta không nhận ra đi. Mười mấy người hai mặt nhìn nhau, đây là người thiếu chủ bọn họ có thể ra tay sao? Lăng Hàn ung dung nói, tại sao các người không nghe lời ta chứ, hiện tại đánh hắn đi. Khí thế vương giả tỏa ra, nội tâm bọn họ run rẩy. Nội tâm mười mấy người căng thẳng, lập tức xoay người chạy nhìn về phá Sơn Điền Vũ. Các ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Sơn Điền Vũ sợ tới mức mặt tái xanh, ánh mắt những người này vô cùng hung ác. Lăng Hàn ho khan một tiếng, mười mấy người lập tức lao về phía Sơn Điền Vũ, binh binh bằng bằng, tiếng đánh nhau vang lên không dứt bên tai. Tuy Sơn Điền Vũ có chút thực lực nhưng hắn còn kém hai chữ thiên tài một đoạn dài, có thực lực chảm trần cũng là do gia tộc dùng vô số tài nguyên nện vào, làm sao có thể địch nổi hơn 10 cao thủ cùng giai tấn công, lúc này bị đánh không còn hình người. Lăng Hàn và Thiên Phượng Thần Nữ nhìn nhau cười cười, nghênh ngang rời đi, đây chỉ là việc nhỏ xen vào mà thôi. Một đêm qua đi, bọn họ lại quay về đấu võ trường, bắt đầu trận đấu mới. Nhưng lần này bọn họ chưa đi vào đã bị cản lại. Lại là Sơn Điền Vũ. Trên đầu hắn quấn đầy băng trắng, ngay cả đầu cũng sưng to lên, dù sao bị mười mấy người nhắm vào đấu đánh, cho dù có linh dược trị liệu cũng sưng to, không có khả năng khỏi hẳn trong thời gian ngắn. Ca, chính là hắn, lần này Sơn Điền Vũ không có mang theo bao nhiêu người, chỉ có một người trẻ tuổi có tướng mạo giống hắn. Người này tên là Sơn Điền Cửu, là thân ca ca của Sơn Điền Vũ. Sơn Điền Cửu nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, khóe miệng nở nụ cười băng hàn, nói: "Chính ngươi tự đoạn hai tay, hai chân." bằng không cho dù ở trong thành đan đạo, người sống không qua ba ngày. Sơn Điền Gia, đây là gia tộc uy tín lâu năm trong thành đan đạo, bọn họ cũng không phải hào phú luyện đan. Nhưng trong gia tộc có lão tổ là cao thủ phân hồn cho nên có danh tiếng trong tầng thứ ba, hiện tại lại là thuyền ở tầng thứ nhất, tự nhiên mặt mũi không ánh sáng. Nếu không giảm bớt áp lực cạnh tranh, Sơn Điền Vũ cũng không có khả năng cố ý chạy tới tầng thứ nhất tham chiến, kết quả tốt rồi, không vượt qua nổi vòng chiến đầu tiên. Nhưng đắc tội Sơn Điền ra, bọn họ sẽ xem như chưa xảy ra chuyện gì sao. Nếu không phải đang ở trong thành đan đạo, Lăng Hàn đã sớm chết cả trăm lần. Lăng Hàn ngoác ngoác ngón tay, nói, xem ra người cũng muốn bị đánh. Ha ha ha, Sơn Điền cử cười to, hắn không có cười vui vẻ, mà là cười lạnh. Ngươi cho rằng ta sẽ ngu xuẩn giống đệ đệ của ta sao? Sơn Điền Vũ, đúng là hai huynh đệ có tranh lệch rất lớn, một là thiên tài, một tương đối bình thường. Một người đã sớm tiến vào tứ trạm, một khắc miễn cưỡng bước vào chạm trần, cơ bản không có hy vọng tiến thêm một bước. Cho nên Sơn Điền Cửu có đầy đủ thực lực tự ngạo. Lăng Hàn muốn ra tay, tuy trận đấu sắp bắt đầu nhưng trấn áp loại mặt hàng này chỉ cần giơ tay nhấc chân là được, nhưng hắn còn chưa ra tay đã có nhân viên công tác chạy tới. Chương 2018, lại luận thắng bại. Trận đấu sắp bắt đầu, còn không mau tới rút thăm. Bị quấy rầy như vậy, Lăng Hàn cũng bỏ đi ý niệm ra tay trong đầu, hắn đi theo đối phương vào đấu võ trường. Ca, Sơn Điền Vũ không cam lòng kêu lên, chẳng những ca ca mắng hắn ngu xuẩn, lại để Lăng Hàn tiến đấu võ trường, người có phải là ca ca của ta hay không? Sơn Điền Cửu lại lắc đầu, tuy Sơn Điền ra rất châu bò nhưng còn không bằng cái giám của tử thành đại sư, cho hắn một vạn lá gan cũng không dám làm loạn trong đấu võ trường. Hắn hừ một tiếng, nói, vào xem, đợi hắn rời đi lại động thủ cũng không muộn. Sơn Điền Vũ đành phải gật đầu, trước mặt huynh trưởng cường thế, hắn cho tới bây giờ chỉ vâng vâng dạ dạ, hai người nhanh chóng đi vào trong. Trận đấu ngày hôm nay không phải hỗn chiến, mà là solo một đấu một, dù sao ngày hôm qua đã đào thải tới 9 thành 9 người, hiện tại còn lại không vượt qua 1 ngàn. Bởi vì còn tới 9 ngày nữa mới xong, sau khi trải qua rút thăm, những tuyển thủ chiến thắng ngày hôm qua, mỗi đại khu chỉ có một người xuất đầu, sau đó còn phải thắng hai đợt mới có thể tiến vào vòng thứ tư tham gia trận chung kết. Lăng Hàn phân vào đại khu thứ hai, đối thủ tên là Đường Phong. Hắn không biết tình huống của đối thủ, hắn cũng không đặt trong lòng, hắn sẽ là quán quân cuối cùng, trên đường gặp đối thủ nào cũng không sao cả, hắn cứ đánh bại là được. Chiến đấu đồng thời bắt đầu, bằng không một ngày này không chấm dứt sẽ kéo dài quá lâu, càng không thú vị. Có chiến đấu kết thúc rất nhanh, bởi vì rất nhiều thiên kiêu từ các nơi tới tham gia, trong đó không thiếu vương giả, cho nên vừa bắt đầu đã kết thúc trận đấu. Nhưng nơi này chỉ có vương giả chứ không có hoàng giả, bởi vì hoàng giả ít nhất cũng xuất phát từ thế lực tứ tinh, chạy tới nơi này luôn có chút ít đặc quyền, không cần phải tham gia ở tầng thứ nhất. có trận đấu kéo dài, song phương đánh người tới ta đi, xem tình huống có lẽ không phân thắng bại trong một ngày. Lam hàn chờ một lát liền tới lượt của hắn, đối thủ của hắn cũng leo lên đài, đó là người trẻ tuổi có gương mặt âm hiểm, một thân áo lam, phía trên tiêu hình cái đỉnh. đường phong, thánh tử của thanh đỉnh giáo, thanh đỉnh giáo, thanh đỉnh giáo là thế lực tam tinh đúng không? a à hát hát, nghe nói đường phong có được tư chất vương giả, một người có thể trấn áp cao thủ cùng dai. Phải, bằng không làm sao gọi là vương giả. Danh tiếng đường phong rất lớn, lập tức bị rất nhiều người nhận ra, cũng làm nhiều người chú ý tới, dù sao cũng là một vương giả, cũng không phải tùy tiện có thể gặp được. Trong mắt mọi người, Lăng Hàn đã biến thành phụ gia của đường phong, chỉ là người trợ giúp đối thủ nổi bật. Trên khán đài, Sơn Điền Cửu cũng tươi cười, lẩm bẩm Không nghĩ tới đối thủ của gia hỏa này lại là đường phong, hắn tuyệt đối không thể đi vào vòng thứ hai. Cho dù ta chống lại đường phong thắng bại cũng chỉ 5 năm hắn tuyệt đối đang thiếp vàng lên mặt của mình, dùng thực lực của hắn chống lại đường phong tuyệt đối chỉ có một chữ bại, hơn nữa còn là thảm bại, có khả năng bị đánh bại trong một chiêu. Sơn Điền vũ thập phần hưng phấn, vạn phần chờ mong cảnh tượng lang hàn bị đánh bại, sau đó, làm cho hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, hắn sẽ đánh lang hàn một trận, từ đó phát tiết thống khổ trên tinh thần. Ở trên khán đài, đám người trình phong vân ngồi tại vị trí cũ, bởi vì mọi người đều mua vé xem hết, cho nên vẫn phải ngồi tại vị trí cũ. Trình thiểu, người cảm thấy hôm nay thế nào? Một người cũng không biết có phải cố ý hay không, hắn lại muốn Trình Phong Vân tiếp tục cho lời bình. Câu này hấp dẫn ánh mắt của nhiều người nhìn sang, bị nhiều người nhìn như vậy, dùng lòng hư vinh mạnh của Trình Phong Vân sẽ không cố ý thoái thác, hắn suy nghĩ và nói. Lăng hàn người này đúng là không kém nhưng hiển nhiên đường phong càng mạnh hơn nữa. Phải biết rằng, đám người ngày hôm qua chỉ là ô hợp, chỉ có số lượng nhưng không biết phối hợp, càng không có ai thực lực kinh người. Nhưng hôm nay thì khác, có thể trổ hết tài năng trong ngày hôm qua tham gia vòng này đều có thể xưng là cao thủ. Mà đường phong, các người cũng nghe qua, hắn là thánh tử của thanh đỉnh giáo, cũng là một đời vương giả trẻ tuổi. Ta dám chắc chắn, một trận chiến này tất nhiên đường phong chiến thắng, hơn nữa còn là thắng lợi nghiền áp. Lời suy đoán này nếu không cân nhắc lăng hàn có lẽ sẽ hợp tình hợp lý, thánh tử đại giáo tam tinh có lẽ không bằng thánh tử đại giáo tứ tinh nhưng tranh lệch không quá lớn. Bởi vậy mọi người liên tục gật đầu, tỏ vẻ nhận tán thành cái nhìn của Trình Phong Vân. Nhưng Lăng Hàn thực sự rất mạnh, ngày hôm qua chỉ một chiêu bại tận 60 người, có lẽ cũng là một vương giả đấy. Lúc này vẫn có người không tán thành cái nhìn của hắn. Nếu không đánh bạc đi, có người có chủ tâm đổ thêm dầu vào lửa, ánh mắt nhìn về phía Trình Phong Vân. Trình Phong Vân ngạo khí nói, nếu trận chiến này Lăng Hàn còn có thể lật bàn, thậm chí hắn chỉ cần có thể kiên trì quá 100 chiêu, ta sẽ ăn cái ghế đang ngồi. Tốt, xem náo nhiệt sẽ không chê chuyện lớn, sẽ có một đám người tới góp vui, nhìn Như đang khen Trình Phong Vân nhưng trên thực tế đang bức hắn vào đường cùng không thể quay đầu lại. Trình Phong Vân tràn đầy tự tin, thực lực Đường Phong mạnh không có gì phải bàn cãi, bản thân mình đoán chắc chắn không có vấn đề gì. Ngày hôm qua, đó là vì đám người Sơn Điền Vũ quá phế, tất cả mọi người hứng thú nồng đậm, vốn Lăng Hàn cùng Đường Phong thắng bại không liên quan gì tới bọn họ, nhưng bây giờ liên quan đến đánh cuộc, bọn họ càng hy vọng Lăng Hàn thắng nhận thua đi, đường phong lãnh đạm nói ra, thần thái không quan tâm. Lăng Hàn cười ha ha, nói, ta chưa từng có thói quen này, giao thủ với ta, người tự rước lấy nhục, đường phong nói thêm, ngữ khí rất khinh thường, hắn đường đường thánh tử đại giáo tam tinh nhưng phải thông qua tầng tầng sàng chọn mới có thể vượt qua kiểm tra, đây là điểm làm hắn cảm thấy nhục nhã. Hắn xem ra tất cả đối thủ phải phủ phục dưới chân của hắn, cung kính mở đường giúp hắn bước lên cao hơn. Lăng Hàn lắc đầu, nói, ra tay đi, Đường Phong nhướng mày, sắc mặt không vui, hắn đã khuyên bảo nhiều lần nhưng đối phương không nghe, quát: "Nếu ta đã ra tay, ngươi sẽ không kết thúc đơn giản đâu." "A, à, nói nghe một chút." Lăng Hàn thản nhiên nói, "Trương 2019, lại một chiêu, ngươi sẽ bị ta đánh tàn phế." Đường Phong hừ một tiếng, hắn đã tức giận không nhỏ. "Thật sự không biết tốt xấu, hắn sẽ để Lăng Hàn ăn đau khổ. Vừa vặn có thể dùng kẻ này giết gà dọa khỉ." Có lẽ ngày mai không kẻ nào dám giao thủ với hắn, nhìn thấy hắn sẽ nợ ẩn thua. Tiện, phải đánh phục, hắn vươn tay phải ra, cũng không cần tiên pháp gì, hắn đấm thẳng về phía lăng hàn, hắn chính là vương giả, tùy ý bộc phát uy áp giống như có một ngôi sao đang ở trong lòng bàn tay của hắn. Cho dù người đang ngồi cũng cảm thấy tim đập chân run, vô số người đều nhìn sang nơi này, toàn thân nổi ra gà. Một kích này, thật đáng sợ, không hổ là vương giả, mạnh, mạnh đến nổi làm người ta không lời nào để nói một trường này như sao băng rơi xuống có uy năng diệt thế lăng hàn cười nhạt nói cẩn thận cái chân phốc không ít người lập tức cười phun ra tiếng cho dù là đám người trình phong vân cũng quen thuộc với lời này nhưng vấn đề ở chỗ đối thủ ngày hôm qua của lăng hàn chính là một đám ô hợp hôm nay thì sao đường phong chính là vương giả tứ chảm không phải đám cặn bã ngày hôm qua có thể so sánh lăng hàn có thể sáng tạo kỳ tích sao a à, đột nhiên đường phong kêu thảm thiết bởi vì một trường của hắn đánh tới bị lăng hàn phất nhẹ, nắm đấm cải biến phương hướng công kích đánh vào chân của hắn. Uy lực của một quyền này mạnh cỡ nào? Oanh, cho dù đấu võ trường được trận pháp ra cố cũng sinh ra dung chuyển, toàn bộ chân trái của đường phong bị một quyền nện nhão nhuệt. Hắn hoảng sợ nhìn lăng hàn, trong mắt mang theo biểu lộ như gặp quỷ, hắn cũng quên cả đau đớn, kinh ngạc không nói thành lời. Đã nói người cẩn thận cái chân mà, lăng hàn lắc đầu, vẻ mặt đường phong đắng chát, mới giao thủ một lần, Hắn biết chính mình còn lâu mới là đối thủ của Lăng Hàn, hắn đúng là vương giả nhưng Lăng Hàn chính là hoàng giả, chiến lực hai bên chênh lệch quá lớn. "Ta nhận thua." Hắn nói ra, trên mặt khôi phục vài phần thần thái, đối phương nhất định là truyền nhân thế lực Tiên Vương, cố ý giấu giếm thân phận, hắn bị bại không oan. Trên khán đài, đám người đang xem cũng thổn thức không thôi. Thời điểm ngay từ đầu đường phong có thể nói uy phong bát diệt, nhưng sau đó hắn không địch nổi cái phất tay, cảnh tượng quá không hợp thói thường có phải các ngươi nhìn lầm người hay không, hắn thật là vương giả sao? Đúng vậy, đúng vậy, không phải vương giả cùng giai vô địch sao? Bản thân Lăng Hàn chỉ là tam trảm đỉnh phong, hắn còn thấp hơn Đường Phong một tiểu cảnh giới, lại dùng một chiêu đánh bại đối thủ, muốn nói Đường Phong chính là vương giả đương đại, đây không phải đùa giỡn hay sao? Nhất định là trùng tên trùng họ, không ít người cố chấp cho rằng Đường Phong không phải Đường Phong, có một ít người cực kỳ khiếp sợ, bọn họ xác định Đường Phong này chính là thánh tử của Thanh đỉnh giáo. Lăng Hàn, hắn rốt cuộc có địa vị gì, tại sao hung mãnh như thế? Ca, Sơn Điền Vũ kêu huynh trưởng của mình, trên mặt mang theo hoài nghi, hắn cũng thuộc những người không biết đường phong, thấy đường phong bị đánh bại trong một chiêu liền xem thường. Đây tính toán là vương giả gì, ta nhổ vào, làm hại hắn chờ mong lâu như thế, chờ xem Lăng Hàn thảm bại, kết quả lại trái ngược hoàn toàn. Ba, Sơn Điền cửu tát vào mặt đệ đệ của mình, dùng sức thật lớn làm đối phương bị đánh rớt vài cây răng. Tại sao đánh ta? bởi vì sơn điền cửu đã có thói quen lạm dụng uy quyền sơn điền vũ không dám lộ ra vẻ tức giận rất ủy khuất nói hắn không có làm cái gì cả không nên chọc ra hỏa này tuy sơn điền cửu hận hắn không tranh giành nhưng ngu xuẩn này chính là thân đệ đệ của hắn vì cái gì sơn điền vũ mở to con mắt người này cực kỳ có khả năng là truyền nhân tiên vương đại giáo sơn điền cửu không thể không giải thích tránh tên đệ đệ ngu xuẩn này không hiểu chuyện lại đi gây phiền toái nói với Sơn Điền Vũ cái gì vương giả, hoàng giả, đế giả, hắn không có khái niệm như vậy, chỉ cần nói tới tiên vương đại giáo thì hắn sẽ hiểu. Bởi vì hắn biết rõ, thế lực tiên vương mạnh hơn gia tộc của mình ba cấp bậc, Sơn Điền Vũ đổ mồ hôi lạnh. Kỳ thật hắn chỉ là quần là áo lượt mà thôi, hắn có thể hung hăng càn quấy nhưng không có ngu xuẩn. Ca, người xác định, hắn còn chưa từ bỏ ý đồ, chẳng lẽ nhãn lực của ta không bằng ngươi? Sơn Điền Cửu cảm thấy ảo não, lúc nào đến phiên ngươi nghi ngờ lời ta. Sơn Điền Vũ lúc này mới vâng vâng ừ ừ, từ hôm nay trở đi, không được có chút liên quan gì tới hắn. Sơn Điền Cửu nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn một hồi, hắn nhắm mắt lại, sau ngày hôm nay hắn sẽ mang theo đệ đệ quay về tầng thứ ba. Hào khí bên phía Trình Phong Vân vô cùng quỷ dị, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào người Trình Phong Vân, chỉ cảm thấy có phải ra hỏa này mỏ quạ đen. Hắn ngày hôm qua coi trọng ai thì kẻ đó không may, hôm nay cũng như thế, đúng là suy thần. Khục, có người cố ý ho khan một tiếng và nhìn vào cái ghế dưới mông Trình Phong Vân. Đương nhiên hắn không có hứng thú với hoa cúc của Trình Phong Vân, mà đang nhắc nhở đối phương đừng quên đánh cược lúc trước. Sắc mặt Trình Phong Vân tái nhợt, hai tay nắm chặt lan can cái ghế, ánh mắt sắp phun ra lửa. Hắn thật sự không có thủ với Lăng Hàn, hắn hai lần bị Lăng Hàn vẽ mặt cho nên ghi hận lên đầu Lăng Hàn. Lại nói Lăng Hàn cũng không biết mình có mối thù này, cũng là người vô tội nhưng từ đó cũng chứng minh trên người hắn có hào quang kéo thù hận tuyệt đối là kéo thù hận. Ta ăn, Trình Phong Vân khẽ cắn môi, nguyện đánh bạc chịu thua, đánh bạc phẩm của hắn không tệ nhưng hắn lại quên người khác cũng không cầm cái gì đánh bạc với hắn, hắn thắng cũng không có chỗ tốt gì. Đường Phong ảm đạm ra ngoài, Lăng Hàn tiến vào vòng tiếp theo làm nhiều người mở rộng tầm mắt, cũng làm cho Lăng Hàn chính thức tiến vào tầm mắt nhiều người. Có ít người hào quang vạn trượng, cho dù ẩn giấu mũi nhọn vẫn kinh diễm tứ phương. Lúc Lăng Hàn cùng Thiên Phượng thần nữ rời khỏi đấu võ trường lại cảm thấy kinh ngạc bởi vì hắn không nhìn thấy huynh đệ Sơn Điền Cửu. Không phải nói đối phó mình sao, người đâu rồi, Lăng Hàn cũng không chờ bọn họ, hắn cười cười, mang theo thiên phượng thần nữ nghênh ngang rời đi, ngày sau tái chiến. Hai người trở lại chỗ ở đã nhìn thấy rất nhiều người kéo tới, đều là đại biểu các gia tộc khác nhau, muốn mời chào Lăng Hàn. Hơn nữa cũng không chỉ thế lực thành đan đạo, còn có thế lực từ nơi khác.